sambut sambut sa bhagav namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Rama chaloka dipati sahang bati katang chali angthi warang aya chatha Santi tha satappa rajap khachatika desetu thammang anukam vimang pachang Satthamma bering vinayang chakayang sutang cha pangdang api thamma mà chấm măng Ako ta yang to satu sắc cha đăng đăng Ba bo tha nay ye ba ri sa nhâm mạnh chê Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi Viết lòng mở đạo dạy đời Nhắm giường lọc giả ngày dời chơn sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy thỉnh dự pháp từ Đó là nhóm Kiều Trần Như Được nếm hương vị hữu dư Niết Bàn Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn Một lòng chẳng thối không mòn Những điều lợi ích hằng còn lâu năm Cả tam giới thừa ân phổ cập Đám mưa lành rối khắp thế gian Bởi nhân tự tích rõ ràng Thịnh ngài thuyết pháp nối đàn từ bi Chúng sanh ngồi khắp chốn ni Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn Dạ con đã thỉnh pháp sư xong rồi Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông Dạ con kính dâng mít đến ngài để ngài thử mít Dạ con thỉnh bàn tay của ngài Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Bụt Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Các Sư Nam Các Sư Nữ Trong Đạo Tràng Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ Nam mô Bụt Thà Dạ Dạ thưa đạo tràng đã nghe âm thanh của ngài rất rõ ạ. Dạ con xin mời quý anh chị trong đạo tràng hay là dạ con thỉnh đại đức Nguyên Thông có câu hỏi gì để hỏi ngài Liễu Tông không ạ? Dạ xin dạ con xin thỉnh đại đức ạ. Dạ kính thưa sư phụ Liễu Tông từ cái vị chánh biến tri là Makassapa là ngài Đại Ca Diếp Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca thì thưa sư phụ Liễu Tông là bao nhiêu tỷ năm khoảng đó và cái sự xuất hiện của kinh Milinda thì khoảng 500-600 năm mà kính thưa sư phụ thì con có nghe nói là hình như là có nước nào đó cho rằng cái kinh Milinda vấn đáp đó thì nó thuộc về kinh Tạng nếu thật như vậy thì con sẽ có hiểu kinh đó là lời dạy của Đức Phật mà trong cái kinh Milinda thì lại là lời nói của vua Milinda và Nagasena thì như vậy thì nó có trái với lại cái giáo thuyết của là kinh là lời dạy của Đức Phật không thưa sư phụ con thỉnh mời sư phụ giảng giải cho chúng con và chư đệ tử Phật trong này được liễu tầu được liễu ngộ rõ ràng cái con nghe và tư duy như vậy kinh Con xin thỉnh mời sư phụ Liễu Tông soi sáng cho con. Dạ. Yeah.
Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Từ lúc cái Đức Thế Tôn Kassapa cho tới Đức Phật của chúng ta đó thì bao nhiêu năm chúng tôi không để ý, thành ra không rõ, để bữa nào chắc lại thế coi có kinh điển nào hay chú giải nào nói tới chúng tôi sẽ nói lại cho chính xác ha. Còn cái thứ hai đó, đó cái kinh Mi Liên Đá Bồ Đề xuất hiện sau thời Đức Phật của chúng ta khoảng 500 năm. Nhưng mà theo người Miến Điện thì họ coi cái quyển đó giống như là tương đương với Phật Ngôn. Thành ra họ để vô cái phần mà tiểu bộ kinh, trong tiểu bộ kinh. Họ chỉ có cho chư Tăng Miến Điện là làm việc đó thôi. Còn Thái hay Tích Lan thì họ vẫn coi giống như là thuộc cái hệ hậu sớ giải, chứ chưa được gọi là chú giải, hậu sớ giải. Thành ra cái đó là tùy theo cái quan điểm mỗi người, chứ không có gì mà nói được, bởi vì họ nghĩ là tương đương với Phật Ngôn thì họ có liệt kê trong cái tiểu bộ kinh, cho người ta không có bắt buộc ai phải tin theo. Do là trong cái tập Tam Tạng lần thứ 6 đó thì họ cũng không có nói thẳng vấn đề đó ra, mà sau này thì họ chỉ trong cái bộ Tam Tạng của họ thì có cái đó thôi, còn mấy cái bộ khác thì vẫn y như cũ chứ không có gì thay đổi cả. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ kính thưa sư phụ, cái chuyện mà Melinda vấn đạo đó thưa sư phụ, là cái gốc là có một vị sa di mà vì một cái là lãng tai hay là ngỗ nghịch mà vị tỳ kheo đó gọi ba lần để mà quét lá, mà vị đó không có quét lá, cho nên cho vị tỳ kheo đó trong kinh Milanda thì nói là có hơi nổi nóng và đánh cho một cái cán chổi. Thì do cái đánh cái cán chổi đó mà cái vị sa di đó là nguyện trong thời gian mà luân hồi đó, trước khi mà nhập niết bàn đó, thì sanh ra mà được cái trí tuệ như là ào ào như nước vậy. Và rồi cái ngày sư phụ sau khi mà nghe ông ta tắm xong rồi nói lên cái câu đó, rồi cũng nguyện là xuống trần gian này để mà trả nghiệm điều đó. Thì thưa sư phụ, thì cái việc mà ông ta có cái công đức mà đổ rác không, mà muốn được gì được vậy, thì ra nếu mà chư Phật tử mà có làm những cái việc cúng dường tam bảo hay là trai tăng để được Dakina Dana rồi được, nếu mà nguyện thì cái nguyện của những vị sau này mà làm những cái thiện sự to lớn hơn có thể là sẽ được thành tựu như cái người sa di đó, nguyện sau này sẽ thế này thế nọ mà được làm vua, mà giàu có, mà trí tuệ, có thể nói là cõi Diêm Phù Đề lúc đó có người mà có thể trả lời những câu hỏi của ông Melinda, đến đổi là một vị tỳ kheo ở trong núi Ma Thiên Lãnh thì phải mà bàn thế nhau rồi mới hỏi trong hội chúng của các tỳ kheo đó mà sáng dạ, rồi sẽ thỉnh người đó trở lại trần gian này nữa để mà giải quyết cái vấn đề này. Thì như vậy thì thưa sư phụ, con thấy cái vấn đề này sao mà có vẻ hơi đơn giản. Một người thà muốn trong cái trước khi nhập niết bàn, trước khi mà chứng ngộ được niết bàn đó, thì trong cái chuỗi sanh tử phải là người có trí tuệ, và ông ta muốn được như vậy thì sự thật được như vậy. Rồi cái người mà thầy giáo, người thầy mà đánh ông ta một cái cán chổi đó, thì cung nguyện thì trở lại trên trần gian này. Thì con thấy là cái điều này đối lời giảng dạy cho Đức Phật đó, thí dụ như là con với lại bà bạn của con, mà con muốn gặp là bà bạn con kiếp sau để tái lập đội, thì hai người phải có giới định huệ, hai đời người thì phải có bò tròn ngũ giới và có cái ý nguyện.
thì lời dạy của Đức Phật thì nói như thế này, và cái lời nguyện của một người sa di với một vị tỳ kheo đó thì không phải là vợ chồng, mà lại những cái công hạnh đó thì thấy nó khác với lại công hạnh của cặp vợ chồng mà có cùng giới hạnh mà cùng nguyện với nhau thì có thể được. Thì kính thưa sư phụ, giảng giải cái điểm này cho con được rõ. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tông hề, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mà người ta đề cập tới đó là người ta chỉ đề cập một số cái nhân nào cần thiết để trong cái việc cho quả đó thôi, chứ không phải làm một việc là nó có cái quả như vậy. Ví dụ như Đại Đức Nguyên Thông trình luận án cái trường đại học, chúng tôi với trường đại học nào, ví dụ trường đại học A đi, để được doctor, thì người ta nói ông đó, ông học doctor của trường đại học đó, ông trình luận án trường đại học đó. Nhưng mà từ cái lúc mà sanh ra học mẫu giáo như thế nào, đi lên như thế nào, bao nhiêu chuyện đó, đâu để ý tới, người ta đâu nói anh chi. Đức Phật cũng vậy, ngài dựa vào cái duyên nào mà có khả năng cho quả của vị tỳ kheo đó, ngài mới nói cái những cái pháp liên hệ tới cái chuyện đó để cho ông ta đắc đạo quả. Còn cái chuyện ông ta tu bao nhiêu tăng kỳ kiếp mà phải kể ra như vậy đó, kể ra cho tới 80 cái vị đại a la hán của Đức Phật đó thôi, chứ cái bộ tâm tạng cho nó tới 8,4 tỷ pháp môn chứ không thể một 84,000 được. Mình phải hiểu như vậy chứ. Trùng duyên khởi, người ta nói cái duyên nào gần nhất, duyên gần, duyên xa bao nhiêu chuyện, duyên bên cạnh bên hông, duyên trước duyên sau, người ta chỉ nói một cái nào là cái việc chánh để cho cái quả đó phát sanh, chứ không có nghĩa là ông ta chỉ làm cái việc đó rồi cái quả nó phát sanh. Nên nhớ chuyện đó, mình có thể mình nguyện, nhưng mà cái lời nguyện đó nó dính tới một số cái điều kiện khác có thể cho quả trong cái đó, thành trong cái việc mà hai người đối đầu sau này đó, thì người ta đó mà thôi. Còn ông ta sống đi chết xuống rồi đi địa ngục bao nhiêu năm này kia ông chồng đó, giống như 4 a tăng kiệm 100,000 đại kiếp Đức Phật, từ khi mà được thọ ký cho tới thành nặng chánh giác đó, người ta chỉ kể hoặc là ngài chỉ dạy cho nghe khoảng 500+ cái chuyện tiền thân thôi, chứ ngài đâu có kể. Không lẽ ngài chỉ sống 4 a tăng kỳ 100,000 đại kiếp mà có 400-500 cái kiếp hay sao? Nghe không, có những kiếp nào thôi như chuyện chứ, nó kiếp làm voi thì cũng kỹ mà cả 10,000 kiếp làm voi, nhưng mà chỉ nói một kiếp nào quan trọng mà thôi. Vấn đề nó ở đây nó là như vậy, chứ không phải kể tất cả chi tiết ra. Trùng duyên khởi mà kể ra thì thôi, chứ có chỉ Đại Đức Nguyên Thông ngồi có cần đảm nghe thôi, chứ ở trong room này chắc chạy hết rồi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con thấy Đại Đức Nguyên Thông đã tri ân ngài Liễu Tâm. Dạ con kính mời anh chị trong đạo tràng có ai đặt câu hỏi gì không, để dạ để con đọc ạ. Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong kinh Tứ Niệm Xứ thì dạy khi cảm giác thọ khổ thì biết cảm thọ khổ, khi cảm giác thọ lạc thì biết có cảm thọ lạc, khi cảm giác thọ xả thì biết có cảm thọ xả. Nhưng có bài kinh khác thì dạy vị tỳ khu cảm thọ lạc quán là khổ, cảm thọ khổ quán như mũi tên, cảm thọ xả quán là vô thường. Vậy phải hiểu như thế nào về sự khác nhau trong pháp quán thọ như trên, và khi nào thì nên dùng cách một, khi nào hai, thưa sư. Dạ con xin dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mọi kết quả nó có một số cái điều kiện cho cái người gì, nó có cái thọ nào thì chỉ để cái quán cái thọ đó mà thôi. Nhưng mà khi mà cái
cái tiền nghiệp của mình nó bắt đầu nó xuất hiện ở trong cái cách quán đó đó, thì mới quán theo cách thứ hai. Tức là người đó nếu mà trong cái tiền nghiệp mình xuất hiện là mình thấy trong cái tiền kiếp có những kinh nghiệm liên quan tới khổ, thì mình quán bất cứ cái gì cũng thành khổ được. Hoặc là cái gì đó, cái tiền nghiệp đó là thấy vô thường, từng là thấy vô thường thì quán tất cả các loại đó nó là vô thường. Còn nếu mà thấy nó vô ngã thì cũng quán tất cả các điều kiện mà mình quán từ lúc đầu đó nó trở thành vô ngã được. Cái đó là tùy theo cái tiền nghiệp và cái gọi là cái bậc tu và nít giá của cái gì đó trong quá khứ đó, tức là những cái duyên mà liên hệ tới cái gì đó. Thành ra có người là từ đầu rồi quán đa số những cái đối tượng trong quán thân, nhưng mà khi thấy vô ngã cũng có, mà khi thấy khổ cũng có, mà khi vô thường cũng có, là nó tùy theo cái phần trong tiền nghiệp của mình đã tạo theo cái kiểu nào. Chứ còn nếu mà mình nói mình đi phải quán khổ là khổ hoài thì cái chuyện đó rất là khó xảy ra. Nó phải đi theo một số cái điều kiện bên cạnh, bên hông, bên trước, bên sau nữa chứ. Mà mình quán kêu bằng thường nhất từ A tới Z thì không thể xảy ra được. Thứ nhất là thiền tứ niệm xứ đó. Nhưng mà một cái đề mục mà nó phát sanh từ mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình đều có thể quán cả bốn và đều có thể thấy cả ba được. Nhưng mà tới cái lúc là sắp đắc đạo quả thì chỉ thấy duy nhất một cái theo cái điều kiện của mình đã tạo trong nhiều tiền kiếp. Thành ra khi mà thấy gần đắc đạo quả thì thấy vô thường là vô thường, mà thấy vô khổ là khổ, thấy vô ngã là vô ngã. Nhưng mà lúc đầu mình có thể mình thấy nhiều cái, nhưng mà dù thấy một cái cũng tính ra nhiều cái. Thí dụ trong chú giải, thí dụ có mấy cái có ba cái lỗ đó, thì cái lỗ trên tâm, mỗi lỗ đồng khi nó phát sanh thì chỉ thấy một lỗ mà thôi. Thì cái lỗ nào quan trọng đối với cái tiền nghiệp của mình đó, cái mình từng tu tập qua, mình nó đóng góp cho cái những cái pháp hành của mình đó, thì mình chỉ thấy được một cái đó mà thôi, chứ không thấy nhiều hơn. Và tùy theo một số cái chỗ giải thích là cái, ví dụ như mình thấy vô thường là cái người đó trong tiền đời nhiều kiếp học tạng kinh nhiều, cái này thấy khổ học tạng nhà nặng nào nó xong đó. Cái đó là một số phần của chú giải thì giải thích, nhưng mà cái phần của cái hành giả là đi từ đầu. Có thể cái đó nó phát sanh đó, nhưng mà khi một thời gian sau nó đổi không chừng. Cũng giống như chúng ta đó, nó đổi hoài à. Cái cá tánh con người nó cũng đổi chứ nó không ở chỗ, vì là nhớ chuyện đó. Thiền chỉ thì có bốn cá tánh, mà không phải lúc nào chỉ có một cái đó mà thôi. Nhiều khi đó nó đổi. Đổi là do cái điều kiện về vật thực, do cái điều kiện về thời tiết. Ban đầu chúng ta có thể thỏa thích một số điều kiện, sao chúng ta dễ với mình thì lúc đó phải đổi đề mục, chờ không đề mục hoài nó sẽ không có sự tiến bộ. Nó cũng giống như trường thiền mình sáng vậy, nó có bốn cái loại cá tánh thì nó cũng thay đổi chứ không phải không. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính tri ân ngài ạ. Dạ, kính chào huynh kinh. Dạ, anh chị nào trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ, thưa bạch ngài, cho con có một câu hỏi. Tại sao mà sanh thiên không phải là cứu cánh của người Phật tử, của người tu Phật bạch ngài? Dạ, con xin gửi mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư vị, tu cánh của người tu Phật là thoát khổ chứ không phải sanh thiên, là nó cũng khổ như thường, mà nó hết phước trên đó thì nó rớt xuống cái bạch như này. Thành ra mình nghĩa là mình tu để đi ra khỏi cái gì đó, chứ còn mình tu để mình nắm lại, muốn nghe nói trên đó có nhiều tiên nữ rồi này kia, thành tiên nam rồi khỏe re rồi này kia, rồi mình có quên nướng mà đi đó là chuyện chơi thôi. Sanh để nghĩa là nó trắng ra trong thời mà nó cái thế giới dưới này mà nó vào cái quý sảnh di đó, tức là người ta nhìn nhau thấy giống như
con vật rồi tha nhau cắn kiếm giết nhau rồi này kim sùm ta mới có ước nguyện sanh thiên để cho trốn khỏi cái đó thôi. Chứ còn nếu mà ở nó thật sự ra đó, quý vị nên nhớ cõi người là cái cõi mà Bồ Tát cũng thành Phật và sanh ở người chứ sanh ở cõi khác không có được. Thành ra cơ hội rồi mình gặp được Phật, mình gặp được giáo pháp nó rất là dễ. Chứ còn cái cơ hội mình ở trên cõi thiên thì có thể sướng thiệt đó, nhưng mà nó sướng tại phước mình tạo ra rồi, trước sau rồi cũng trở về bốn cái tòa lâu đài cũ như thường. Còn nếu mà mình tu để mình đi ra rồi đó, khi nào mình được ví dụ sơ quả đi là mình thấy khỏe rồi, cuộc đời khỏe rất nhiều chuyện, luân hồi khỏe chứ không phải cuộc đời này khỏe vậy, luân hồi khỏe nhiều. Còn hơn mình sanh lên cái cõi phi tưởng giống như đạo sĩ A Tư Đà thì mai mốt cũng rớt xuống cái bịch mà thôi, tiếp tục thọ khổ nữa, mà rớt xuống cái lúc mà không có giáo pháp rồi còn rất là phiền. Bây giờ mình có giáo pháp nhưng mà mình đã tào lao rồi, tới nó rớt mà mình sanh lại làm người mà không có giáo pháp thì còn tào lao cỡ nào nữa, thấy không? Nó sanh thiên thọ không có lợi ích bằng đi ra. Nam mô Thầy á. Dạ sa thú con kính tri ân ngài rất nhiều để giải đáp câu hỏi cho con. Dạ kính mời huynh kinh ạ. Dạ nam mô Bụt Thầy á. Kính lễ chị Lưu Tông, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Thì sẵn dịp con có một cái vấn đề muốn hỏi đến sư, nó cũng hơi vấn đề này cũng hơi có nhạy cảm chút. Là có một vị thuộc loại nổi tiếng cũng rất là nổi tiếng, rất là danh tiếng, ổng có một cái sự tuyên bố như vậy. Là ổng tuyên bố là khi mà một người mà ăn cắp cái vấn đề chính là ổng đó là khi một người ăn cắp mà ổng người ăn cắp mà mở ống khóa đó, khi ổng người ăn cắp mà đang mở ống khóa đó, đang lúc mở ống khóa đó như vậy đó, khi ăn cắp đó thực hiện cái việc mở ống khóa đó thì phải là tâm thiện chứ không thể là tâm bất thiện. Thì trong cái vấn đề này đó, thầy sư phân tích dùm cái vấn đề mà lộ trình tâm của người mà đang mở ống khóa để mà vô nhập nhà người ta đó thì nó như thế nào, mà vị sư đó tuyên bố đó là một cái loại tâm thiện chứ không thể là tâm bất thiện. Bởi vì ông cho là thiện pháp tức là một cái sự khéo léo, là một cái sự khéo, một cái sự khôn khéo của tâm mới mở được cái ống khóa đó. Cho nên vấn đề được cho nhiều người ta hoài nghi và hỏi, đưa câu hỏi đó qua bên con. Như vậy con cùng tỉnh sẵn, con cùng tỉnh sư Hoàng Hỷ giải thích chi tiết hơn trong vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Tư tưởng đầu tiên là ăn cắp thì cái lúc bẻ khóa còn vẫn là ác pháp như thường, nhưng mà thường thường mình nói khéo léo là trong trường hợp mình nó vi tế kìa. Còn cái chuyện bẻ khóa mà cần nhanh cần này cần nọ đó là quen tay, làm việc quen tay rồi thì cái định trong tâm tham đó, nó vẫn có khả năng nó làm được việc đó như thường. Bởi vì phải nhớ từ cái định là nó đi từ bắc chí nam, khóa số khóa diện vậy đó. Nên là ngồi lắng tai nghe này kia ông sùm lắng tai rồi mở cốc cốc để coi nó nằm ở chỗ nào, thí dụ vậy đó. Thì cái sự đó không thể gọi là cái sự khéo léo mà theo thiền pháp được. Thiền pháp trừ phi lúc đó mình có một cái mình đương làm cái việc đó mà tự nhiên mà mình nghĩ tới cái gì đó mình hơi khựng lại thì lúc đó có thể thiền pháp nó vô chút được. Nhưng mà trong lúc mà trình đồ này mò này kia cho nó mở quá thì chắc chắn là mình nói cái thiền pháp là chúng tôi cũng không hiểu cái thiền pháp đó loại nào. Với cái thiền pháp là bây giờ nó có 4-5 chuyện để nói là khéo léo rồi cho quả ăn vui, mà cái khéo léo rồi mà kiểu cái mở khóa mà cho quả ăn vui thì là cái chuyện đó rất là hiếm. Cho nên là nói cái gì chứ có những cái là mình phải dựa vào một số cái tiêu chuẩn mà về tâm với tâm sở.
và cái điều kiện để làm việc đó. Thành ra tâm với tâm sở của mình nó đi ở đâu, những cái trường hợp nào, là do cái khởi đầu tức là cái nhân xa là nó mới đưa tới cái nhân gần, mà cái nhân xa tức là ác pháp rồi thì mà nó đưa tới cái nhân gần thì mình nói cái nhân gần đó là thiện pháp thì rất là khó, ngoài trừ người đó đang mở khóa tự nhiên không muốn ăn cắp nữa thì cái chuyện đó khác, còn muốn ăn cắp tiếp tục tức là vẫn tiếp tục đi để làm thế nào để cái khóa nó mở ra để được đồ đạt đồ này kia ông xùm, thì cái sự tham lam đó làm sao mình nói là thiện pháp. Mà cái chuyện mở khóa lại quen tay làm sao mà nói là khéo léo được. Nếu mà ông ta đi mở khóa là nó khó khăn, chứ còn mở hoài thì nó phải có nhiều trường hợp là ấy được. Thành ra cái này là do cái kinh nghiệm trong cái việc làm của họ thường ngày như vậy đó. Thành ra mình nghĩ là cái là dùng theo cái tiếng Việt mình gọi là khéo léo, nhưng mà cái nếu mà nó nói tương đương trong cái đó là thiền pháp thì cái chuyện đó rất là khó chứng minh ra ngoài là dễ. Như là mình có những cái mà mình dịch ra tiếng Việt đó, nếu cái đó mà mình dịch ra tiếng Việt đó thì mình nghe nó rất là suông, nhưng mà nếu thật sự ra mình nhìn cái lộ trình tâm bi cái lộ trình tâm mình là nó đi từ bắt đầu từ nó đo qua quách chánh á rồi nó xuống động tóc, thì cái động tóc đó thì nó phải liên tục chứ, mà nó 1.000 tỷ cái lộ trình tâm. Nếu động tóc từ đầu là động tóc tham thì 1 tỷ tỷ ngàn tỷ cái lộ trình tâm nó vẫn là động tóc tham như thường, chứ làm sao nó quẹo được. Trong cái búng tay mà mình nghĩ nó quẹo giống như mình quẹo đâu có được, trong cái búng tay nó ra 1.000 tỷ cái lộ trình tâm rồi, phải không? Thành mấy cái đó là quen tay chứ làm sao ấy được. Chứ nếu mà nói là nó từng sát na mà một tiếng hồ mà thêm cái sát na khác thì mình còn nói cái đó thấy nói được. Còn 1.000 tỷ lộ tâm nó liên tục như vậy mà mình nói không lẽ từng lộ tâm nhất là ác pháp, ba lộ tâm sao thiện pháp rồi trở lại ác pháp rồi thì cái chuyện đó không thể xảy ra được. Khi mà nó đi một cái rẹo một cái ít nhất là cả 1.000 tỷ lộ trình tâm nó là ác pháp rồi. Mà ác pháp như vậy đó thì cái thiện nó muốn chung vô đó rất là khó. Mình nói bình thường thôi, cái thiện mà nó muốn chung vô rất là khó. Đó là lý do tại sao mà mình làm thiện đó. Cái ác pháp nó không phải là ác pháp nó chen như vậy đâu. Tại vì cái bản chất của mình, khi mà người làm thiện rồi đó, cái quả nó khác. Mà người làm ác thì quả chỉ là một thôi. Nghĩa là quý vị sát sanh cũng đi xuống, mà làm cái gì nó cũng đi xuống hết. Còn thiện nhiều khi đó quý vị làm một cái việc đó, quý vị có thể sanh làm người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người kia ông chồng. Là tại sao? Tại cái tác ý trong ba thời đó, cái làm việc thiện của người ta nó yếu hơn là cái tác ý ba thời của người làm việc ác. Việc ác nó khó làm, nhưng mà tác ý ba thời của nó rất là mạnh liệt. Trước khi làm mình phải cái tâm mình phải ác, trong khi làm tức là đang mở khóa cái tâm cũng phải ác, mà sau khi làm được cái đó thỏa mãn trong cái việc làm đó cũng là tâm ác, mà hối hận trong cái việc làm đó cũng là tâm ác. Thành ra cái tác ý 3-4 thời vậy là nó là tâm ác. Thành ra khi mà làm ác rồi không cần phải nguyện thì nó nhớ vậy đó, không có ai mà làm ác rồi nguyện cho cái nhân mà cho cái việc làm ác tôi hay cho tôi được đi địa ngục bao giờ. Làm ác xong là đi liền hết, không có ấy. Thành ra đó là lý do tại sao mà tác ý ba thời bốn thời, nếu mà dễ lộ trình tâm với chỗ này nó phải là ác pháp chứ không thể là thiện pháp được. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, xa thứ dạ, kính dân từng tòa lưỡi tông. Với vị đó tuyên bố như vậy thì kỳ giống như vị ấy nói một cái lộ trình tâm, lúc mà ông đó ông khéo léo ông mở khóa thì lúc mà tập trung khéo léo mở khóa như vậy thì nó thuộc về thiện pháp, là thuận thiện. Thì như vậy đây là cái vấn đề mà chúng ta sẽ giải mã cái vấn đề đó. Thì trong cái vấn đề này xin phép định tuệ sơn tu nha, để hỏi tiếp một câu đó thôi rồi nhường lại cho. Thì nó có sự liên hệ là lúc trước nó có một nữ thiền sư, một vị tịnh nữ tu tập ở Việt Nam, tu tập bên Miến Điện thời gian cũng khá lâu, về tuyên bố mình là thiền sư, rồi tuyên bố một cái vấn đề nó khá nhạy cảm. Thì sẵn dịp nó có giống giống nhà vậy, con cùng thỉnh thượng tọa Liễu Tông Quan Hỷ giải thích cho nó rõ luôn.
Bởi vì con cũng đã đưa vấn đề này với nhiều vị khác mà cũng không có sự trả lời rõ ràng. Thì vị nữ đó tuyên bố rằng là ngay cả trong cái việc mà ái ân á, một người mà đang trong ăn, nếu mà có một cái sự ghi nhận, sự biết rõ đó, thì lúc đó người đó có chánh niệm. Thì như vậy người đó sau một thời gian tu tập, một thời gian là tuyên bố mình là nữ thiền sư rồi, rồi cho rằng trong vấn đề đó vẫn có được, bởi vì có những người mà xưa trong những cái tích là những cái vị tỳ kheo ni bị vấn đề đó mà vẫn có thể chứng đắc được đạo quả được. Thì vấn đề này con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích trong cái thời gian như vậy, cái mà sự việc nó xảy ra như vậy, có thể nào mà có được một cái loại tâm thiện mà có cái chánh niệm là một thành. Nam mô trong này toàn là những cái vị mà ấy chúng tôi nói một đề điều thì xin lỗi chứ không có phải là xúc phạm mà xin lỗi tại danh từ nó phải giấy vậy. Ở đây đa số người nam á, bây giờ mình nói mình tại cái ái dục, tức là cái tham nó phát sanh ha, thì mình mới nghĩ tới cái chuyện làm cái đó được, mà mình đương làm tự nhiên cái tâm mình nó là thiện pháp mình nó siêu liền. Hỏi phù du này biết nè, nha. Chứ làm sao mà còn được để tiếp tục cái đó. Còn người nữ có thể là bị làm cái chuyện đó, nhưng mà làm trước khi đắc, sau này có thể đắc được. Nhưng mà khi đắc rồi thì họ không có cái làm sao mà nó có cái ác pháp trong đó được, phải không? Mà phải đắc rồi thì cái chuyện đó nó mới nói được, chứ còn nếu mà chưa đắc thì chắc chắn là không phải là ác pháp, chứ là sao thì pháp, mà người có ác pháp vậy làm sao ấy được. Mình nói chơi thôi chứ nói thiệt thì chứng tỏ rằng người đó có thể tu từ nhỏ lớn, không có một số kinh nghiệm gì liên quan cái điều đó. Bởi vì ái dục nó phát sanh rồi cái người nó nóng bao nhiêu chuyện, tim đập mạnh rồi này kia sùm, mà trong cái thiền pháp nó phát sanh thì nó ngược lại cái đó. Mình ngược lại cái đó, mà nếu mà người nào có đang có ta thiện pháp gì mà vẫn còn có sự ham muốn trong ái dục thì thôi, chứ có lẽ là chúng tôi cũng đem trả bằng để cho trường đại học cho rồi ha. Mà hiểu gì đấy, hiểu được ha, thấy không? Tại vì cái ái dục nó mới làm mấy chuyện đó được, chứ còn cái người mà người ta 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 có tâm thiện, tức là có cái tác ý mà giữ giới không, đã làm cái chuyện đó không được rồi thì làm sao mà nói ái dục. Rồi có nhiều cái chuyện không, nghĩa là dùng tay quá tráng nói cho vui cho nó không thể xảy ra được, không thể xảy ra được. Ngay cả cái bà cô Thánh Ni mà nói quanh ra khi khi mà bị cái anh tào lao đó anh làm bậy rồi đó, thì đa số mà phàm nhân đều nói bà đã đứt giới mất rồi, tại vì bà bị làm vậy thì bà phải có sự thỏa thích trong đó. Đức Phật nói con gái ta không có sự thỏa thích đâu, nó nghe không, lấy cho được. Nói chuyện nói chuyện nó không có cái lý do gì mà để tin được hết á. Nó một cái tài giá mà mấy cái này thì không nên nói nhiều, nói nhiều là nó tùm lum rồi, nó một cái tài giá. Dạ sa thúc con thấy huynh kinh đã sa thúc ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu ạ. Kính thưa sư, trong bài kinh Đại Niệm Xứ bản dịch tiếng Việt có câu: có thọ đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời, vân vân. Nguyên văn Pali là Atthi Vê Đá Na Tí Hòa Bá Na Xá Xá Tí Bắc Chúp Bá Thích Tà Hồ Tí Gia Quá Đề Quá Nhà Na Mát Tà Giá Bát Tít Xá Tí Mát Tà Giá An Nisito Chá Quý Há Ra Tí.
Ná chá kinh chi lô kê ú bà đi giá tì đi giá tí. Nếu theo nghĩa dịch như trên thì hành giả đang chánh niệm trên cảm thọ mà lại khởi hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm thì đâu còn chánh niệm được nữa. Xin sư Quan Hỷ giải thích chỗ này nên hiểu thế nào. Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị. Nhiều khi mình dịch để mình hiểu chứ mình dịch mà mình theo cái đó là mình thật lắc. Khi mà cái vị đó đó mà nghĩa là có niệm mà thấy rõ cái thọ thọ thực tính pháp á, chứ không phải là thọ trần đế, ý không phải thọ là chế định, thấy rõ thực tính pháp như vậy đó thì trí tuệ nó phải phát sanh chứ không thể nào nó đứng đến nè. Khi mà trí tuệ nó phát sanh, nó có năng lực cái chỗ đó thì thấy rõ ràng thực tính pháp là cái gì, thì những cái chuyện khác thì nó phải đi theo cái quy trình của nó chứ, chứ làm sao nó không đi theo được. Bởi đã thấy được thực tính pháp thì không thể nào mà quay đầu nữa, trừ phi trở ra. Thành ra có nhiều khi mình dịch cái lối dịch của mình làm cho mình khó hiểu, mà khó hiểu rồi mình dựa vào cái đó rồi mình nói ra nó sai. Một trong những cái sai nhất của cái ấy là dịch cái chữ A Tăng Kỳ đó. Chứ sẵn khởi giá là đếm được, sẵn khởi giá là không đếm được, tức là A Tăng Kỳ là không đếm được, mình âm thành A Tăng Kỳ là không đếm được. Nhưng mà có những cái nhà mà thuộc loại mà thứ thiệt giỏi đó mới tính là một A Tăng Kỳ là 10 lý thừa bao nhiêu đã không đếm được, mà còn có cái số ra là đã đếm được rồi chứ gì nữa, nghe không? Đó. Tức là có những cái chuyện mà dịch cũng giống cái câu này dịch đó, hướng đến chánh lý là không phải. Cái tệ nó, cái tâm sở đó nó đã có sẵn từ đầu. Khi mà mình quan sát cái thực tính ở chỗ đó như vậy, và quan sát thực tính như vậy đó, thì cái trí tệ đó nó có năng lực đó. Bởi vì khi mà mình quán thọ quán gì nữa, trong bốn cái quán đã tập bị Sambacchano Satima, nó đã có trí tuệ trong đó. Nhưng mà trí tuệ lúc đầu có thể là nó chưa có đủ năng lực, mà khi tới nó có năng lực rồi đó, thì người ta có thể nó dùng những cái chữ khác. Ví dụ như niệm mà chưa năng lực thì niệm, nhưng mà có năng lực thì ta chánh niệm. Trí tuệ chưa có năng lực thì dùng trí tuệ thông thường, hoặc là chánh trí, hoặc là cái gì đó, chánh trí kiến gì không á. Thì cái đó là để mình hiểu cái nội dung cái đó thôi, chứ mình dựa theo cách dịch đó là mệt lắm ha. Là những người nào muốn hành những pháp đó, chúng tôi nói nhiều lần là nên gặp những vị thiền sư để họ giải thích cho mình. Chứ còn nếu mà mình cứ dựa vào đó mình ngồi mình tự hành thì không đi tới đâu hết á. Nam mô Bụt Tha á. Dạ con đã thấy định tuệ song tu ở tri ân ngài. Dạ bây giờ con đọc câu hỏi kế tiếp ạ. Sẵn câu hỏi của đạo hữu kinh, xin sư cho con hỏi, nếu trong lúc ái dục không thể là chánh niệm được, vậy thì tại sao trong lúc đau đớn trên thân thì lại có thể có chánh niệm được thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị, trong lúc có dục thì không thể chánh niệm được, nhưng mà trong lúc mình đau đớn nên thân mình dùng cái đau đớn đó không được, là mình đang quán cái thọ khổ đó, tức là đau đớn cái thọ khổ đó, thì lúc đó có chánh niệm được hay sao? Không có chánh niệm được cái thọ, mà cái thọ đó, đó là cái thọ mà người ta dịch là đau đớn là cái thọ, chứ không phải là mình tưởng cái gì khác. Cái chữ đó nhiều khi mình nói tưởng đau đớn nào quá, không phải. Nếu quý vị đó có khả năng mà quán gì cái thọ thì lúc đau đớn cũng là quán thọ, chứ làm sao mà không quán cái gì khác mà nói là không có chánh niệm được ha. Niệm lúc đó nó đang quan sát cái thọ đó đó, cái thọ mà mình dịch ra đau đớn nó thật sự đó là một loại thọ ha, thì vẫn có chánh niệm được chứ, có hay đâu. Nam mô Bụt Tha á.
Dạ, con thấy Định Tuệ Không Thu có câu hỏi tiếp là hỷ lạc trong lúc ấy dục cũng là thọ phải không thưa sư? Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Trong lúc ấy dục đó nó có cái thọ và hỷ lạc, nó là nó không phải là thọ, nó là hành quẩn, hai cái khác nhau. Mà nhớ là thí dụ mình nói tầm tham thọ hỷ đó, cái thọ đó là sổ manas, nhưng cái hỷ lạc là cái bi thị, tức là hành quẩn, hai cái đó nó khác nhau. Thì theo mình có khả năng mình quán cái nào, mình quán thọ hay là mình quán về hành quẩn ha? Bởi vì cái bi thị là hành tục về hành quẩn chứ không thể là thọ. Nhưng mà cái thọ hỷ do đó thường thường tại vì mình dịch thọ hỷ rồi này kim xong nó mới lạc tùm lum ra rồi giờ không biết cái gì thì là vậy đó em. Đó, bởi vì cái tâm tham mà có ái dục là gì, sổ mà nó sợ cửa tăng đó, có thể đế thị cũng được hoặc có thể là đế thị quyết bà vú cũng được, thấy không? Tại đó chứ nếu mà thọ sẩm bà vú thì nó có cái bị tị đó, lúc đó nó nó một hai giá. Dạ, con thấy Định Tuệ Song Thu đã sa thúc kính tri ân ngài. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh ạ. Vừa mới vào đạo tràng. Dạ, thưa có anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? Xin giơ tay hay là tất dạ, con thấy câu hỏi kế tiếp của Định Tuệ. Kính thưa sư, ví dụ khởi ý muốn ngồi thiền là nhân mới có hành động ngồi thiền. Ngồi thiền là quả. Ý muốn ngồi thiền là nhân thiện, nhưng khi ngồi thiền bị đau nhức, tê mỏi thì là quả khổ. Vậy chỗ này phải hiểu thế nào cho đúng thưa sư? Và con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Cái chữ ngồi thiền đó là nó không đúng rồi. Đi thiền hay là nằm thiền, cái đó là nó đúng. Đi đứng nằm ngồi là phương tiện để cái ý nó hoạt động. Thì cái hoạt động của ý đó là thiền. Thì hoạt động nó có hai loại. Một là để quan sát đối tượng, hay là để tiêu diệt những cái pháp mà thuộc là làm hại tới cái điều mình đang quan sát nha. Tức là một là thiền chỉ, hai thiền quán đấy. Thành nó đi đứng nằm ngồi là phương tiện để cái đầu nó làm việc. Thiền là công việc làm của tâm chứ không phải làm việc làm muốn ngồi ha. Thành là khi mình khởi ý lên mình muốn ngồi đó là cái chuyện đó là hai chuyện khác nhau đó. Khi mình ngồi đó không phải là thiền, mà khi nào mình ngồi mà cái tâm mình nó quát đối tượng đó, mấy lúc đó mới gọi là thiền. Bởi thiền là việc làm của tâm đó. Thành ra khi mình ngồi, cái chuyện đau đớn là liên quan tới cái ngồi chứ không phải liên quan tới thiền. Còn muốn nói thiền cho nó đúng mức thì mình ngồi, cái thân này nó đưa tới cái sự tê nhất này kia, rồi mình quán cái đau nhất đó với dưới hình thức quán thọ, quán gì đó, thì cái đó mới gọi là thiền. Hai cái đó nó đâu có nhân quả, nó đâu có liên quan gì tới đó, nhau đâu, phải không? Tại mình hiểu lầm, mình không biết cái thiền là gì. Thiền là công việc làm của tâm, còn đau nhất là nó do cái tứ hoài nghi của mình. Mình đi lâu nó mỏi hay cái gì đó, hay là mình ngồi lâu nó đau hay cái gì đó, cái đó là nó phát sinh do cái tứ hoài nghi, chứ không phải phát sinh do thiền. Thành ra cái nó khác nhau, phải phân biệt cho nó khác, cái lần sau quan sát cho nó đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thấy Định Tuệ Song Thu đã sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ, quý anh chị nào có câu hỏi không ạ? Hay là
Dạ thưa bạch ngài, cho có con có câu hỏi. Càng thác bà có là hạng chư thiên, có là hạng chư thiên thế nào, là hạng chư thiên thế nào? Dạ xin ngài giải đáp cho con cái câu hỏi này ạ. Dạ con kính thỉnh ngài. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Càng thác bà nó chư thiên có, càng thác bà nó có khổ không có, chứ không phải là cái đàn các bà là phải chư thiên không, thì theo cái nghiệp của chúng ha. Nhưng mà có lẽ là cái một số cái sinh hoạt khác nhau nên là mình cái gọi những cái tên như giống giống nhau vậy đó, ví dụ già so cũng vậy ha. Nó có cái tên vậy, nhưng mà già so thiên nó khác, mà già so nó có hai ba loại như vậy. Là cái khổ cũng có, mà cái đó là tùy theo, chứ còn mình nói gì không được. Nó phải có những cái chỗ nào đó để mà có thể giải thích theo chỗ đó, chứ còn bây giờ hỏi người ta chung chung vậy cũng biết đường đâu mà nói. Thường nó khó, mấy cái đó khó, bởi vì chúng sanh muôn loài này kia, sùm như vậy trong kinh là về cái quyển mà về chúng sanh và sanh thú, nhiều khi giải thích chúng tôi đọc chúng tôi cũng mù tịch luôn, không biết nó là cái gì, lúc đó không biết kêu nó là cái gì, kêu là chư thiên rò sứ hay là gì ông sùm đó cũng không quấy được, thành ra cũng không có câu trả lời nào chính xác cho mấy cái đó đâu. Anh Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ thưa đạo tràng, có câu hỏi gì không ạ? Có thể đánh lên màn hình hay là giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, ngày nay đâu có thấy kinh sách của ngoại đạo nào mô tả chi tiết về tu tập tứ thiền bát định. Vậy thì tại sao có quan điểm cho rằng tứ thiền bát định là của đạo Bà La Môn thêm vào kinh điển đạo Phật, xin sư giải rõ. Dạ con kính thỉnh ngài ạ. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thiền chỉ đó thì thời nào cũng có đó, mà vào thời đó thì Bà La Môn nó ra rành mấy cái đó lắm, thành ra nó khi mà nó đắc tới cái độ cao, nó mới nghĩ là mấy ông Phạm Thiên đó là này là nọ đó, nó cho ông Phạm Thiên cái vị trí rất là cao là vậy. Mà nhớ Bồ Tát là đi khi học với hai cái vị Bà La Môn đó, đắc cái là thiền thứ bảy, cái đắc là thiền thứ tám, là thì bát thiền bát định gì nữa. Mà ông đắc bát thiền hay là thất thiền thì phải qua bốn thiền vô sắc, thì nó tứ thiền bất định là nó vẫn của ngoài. Nhưng mà những cái gì mà có thể là nằm trong con đường dẫn tới sự giải thoát thì Đức Phật đều không có cấm, nhưng mà ngài cũng dạy một số cái dân, nghĩa là nói trắng là 40 cái đề mục mà của ngài Bồ Tát Vô Sạ ngài nói, thật sự ra chúng tôi coi trong kinh điển thì khi mà Đức Phật dạy về thiền này thiền nọ đó thì phải có khoảng mười mấy đề mục thôi, chứ không có đúng 40. Thành ra nhưng mà trong kinh thì không thấy chỗ nào nói đủ 40 đó. Như dạng như thiền là tâm tư rồi này kia, rất có dạy thiền về niệm ân Đức Phật, Đức Pháp thì các thầy có thấy tôi hơi dạy. Nhưng mà còn nói theo cái kiểu mà đầy đủ 40 thì trong chú giải có, chứ trong chánh kinh thì không có. Thành ra những cái mình phải hiểu, có những cái là được xâm nhập từ ở ngoài vô, nhưng mà nó dẫn lại cơ hội để dẫn tới cái ấy. Bởi vì chúng sanh đó, những loại chúng sanh phải tu thiền chỉ trước, hoặc là có những loại chúng sanh khi mà đắc đạo quả rồi mới tu thiền chỉ. Thành ra cái thiền chỉ đó nó chỉ là một cái nấc thang để giúp cho thiền minh sát, là Đức Phật không có cấm, nhưng mà mình nói là bởi vì Đức Phật ngài từ đầu mà ngài đi hành thiền là ngài vẫn hành thiền chỉ chứ gì đâu. Cái ngày mà đầu tiên lễ hạ điền á, lúc đó ngài còn nhỏ lắm mà ngài vẫn đắc sơ thiền được, thì lúc đó đạo Phật đâu đã có đâu, mà vẫn có thiền như thường, vẫn thiền chỉ như thường. Thành ra có những cái mà
khi mà Đức Phật cho du nhập vô thì Ngài dạy ra trở lại cái phần khác, còn có những cái mà Ngài không cho du nhập thì cái đó Ngài cấm. Thì Ngài cấm, có cấm, nhưng mà cái Ngài du nhập thì Ngài vẫn để cho mình sử dụng được chứ không phải không. Mà điều mình phải hiểu sử dụng nó được cái mức độ nào, chứ còn không phải là lúc nào nó cũng tốt cả ha. Không tốt. Vậy chúng sanh thì có, nó có nhiều hạng, nhiều chúng sanh, ví dụ như Ngài Mahakassapa chẳng hạn. Ngài biểu Ngài làm thiền, thiền minh sát liền khó lắm, tại vì Ngài phạm thiên sanh xuống mà. Thành ra Ngài từ cái thời mà còn là người thế, Ngài đã ly dục rồi mà, chứ đâu phải đâu. Thành ra những cái đó là mình vẫn có thể sử dụng nó để làm được chuyện này chuyện nọ. Cái thứ hai, cái người mà muốn biểu diễn thần thông được thì phải có, phải học, học thiền chỉ, không phải dầu rằng có đắc đạo quả cũng học trở lại thiền chỉ để được, để có thể biểu diễn thần thông được. Ngoài trừ những cái gì mà có cái tiền nghiệp tốt á, thì khi mà đắc đạo quả thì nó có thực, có cả thần thông đó. Thành ra cái mà được, muốn được thần thông nó có tới ba cái. Thứ nhất nó gọi là Samathi Nuyo Samatha Nuyo Kho Bati Siddhi Chana. Cái thứ hai đầu bà Siddhi Chana, và thứ ba là Makha Siddhi Chana. Cái Makha Siddhi Chana này, những cái vị mà đây hiểu biết cụ đó thường thường là có đó. Bởi vì khi mà đắc đạo quả thì hoặc là có tam tam lục thông, tam thông lục thông, hoặc là tứ tứ tuệ phân tích đi theo phát sanh, còn chứ không phải luyện giống như một số cái nó phát sanh cùng với nó tâm đạo. Thành ra những cái mà mình phải hiểu để mình biết rằng nó phải có những cái chuyện mà và là một, nhưng mà nó vẫn xài được trong giáo pháp của Đức Phật, là một cái thầy á. Dạ, con đã thấy định tệ sông thu sa thúc, sa thúc kính tri ân Ngài à. Dạ thưa bạch Ngài, con có một câu hỏi nữa. Ví dụ trong nhà mình đó bạch Ngài, con thờ cái tượng Phật ở trong nhà thật đẹp, thật quý, mà con sanh lên cái tâm dính mắc á, thì như vậy có nên không Ngài? Dạ xin Ngài cho con giải đáp thắc mắc ạ. Dạ con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Phật Thà Dạ kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa cho quý vị, cái việc gì mà nó dính mắt, dính tay, dính mũi, dính lưỡi mình đều không nên đó. Chẳng phải dính mắt không nghe. Bởi vì nó làm cho người mình đi đâu cũng không có yên. Sợ mắt đó. Thành ra ngay cả thiền pháp mà Đức Phật cũng nói là mình, nếu mà mình đã tới nơi thì cũng nên buông, chứ không có nên mang theo là vậy đó. Mà phải tới nơi mới được, còn chưa tới nơi mà bỏ thiền pháp là chết. Thì cái này về cái vật chuyện vậy đó, mình đừng có bao giờ dính. Mình có thần Phật, mình muốn dính là dính cái gì? Dính là cái ân đức, chính ân đức của Phật đó, mà dính vô tâm của mình là nó tốt hơn là mình dính mắt cái tượng Phật. Bởi vì tượng Phật là mình có đi đoàn tụ thì mình cũng không mang theo được, nhưng mà chính ân đức Phật nếu mình dính mắt, dính vô tâm của mình rồi đó, thì nó là cái nhân để kiếp sau mình có thể mình có một số cái điều kiện mình liên quan tới cái đó, mình gọi cái nghiệp đó, nó cho quả được. Thì còn mình dính mắt cái vật ngoại thân đó là chỉ có lợi trong kiếp này thôi, nó giúp cho mình có đức tin, nó giáo pháp thôi. Nhưng mà nếu mình không đem giáo pháp mình để trong tâm mình đó, thì khi nào mà mình nhắm mắt rồi thì cũng như không. Mà tất cả mọi chúng ta để ai đều cũng có thể bỏ tất cả những điều gì mà quý giá mình bất cứ lúc nào, chứ không phải đợi cho thầy bói coi 80 tuổi rồi 18 tuổi mới bỏ, không có đâu. Không ai có thể là định là ngày mai mình như thế nào ha. Đừng nói ngày mai gì đóng cửa rùm rồi lấy chừng mở rùm lại chưa chắc đã có đầy đủ.
Đó là những cái mà mình nên hiểu. Thành ra đừng bao giờ để dính mắc dính gì đó, mà tất cả những đèn đó để dính vô cái tâm mình đó, nó có lợi ích cho mình nhiều hơn. Nam mô Bồ Tát giá. Dạ dạ, sa thúc con tri ân rất nhiều ngày đã giảng giải cho con rõ. Dạ dạ, quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay lên trực tiếp hỏi ngài hay là đánh lên màn hình để con đọc. Và con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, khi một người đang bị rất đau đớn trên thân xác, nhưng nếu có đủ năng lực niệm định tuệ trên cảm thọ đau đớn đó, thì có phải vị đó sẽ có cảm thọ hỷ hoặc là xả trong tâm phải không thưa sư? Bởi vì niệm định tuệ là đại thiện tâm dục giới. Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn ngài già kính thưa chư quý vị. Khi con người ta thọ khổ rồi đó thì như là nếu mà năng lực của thiện pháp nó mạnh đó, thì chắc chắn gì có được thọ xả là nhiều chứ làm sao thọ hỷ được. Khó lắm. Cái thọ hỷ nó rất là khó. Đối với người bình thường á, thường thường nó thọ hỷ của mình là thọ thỉ trong ác pháp nhiều hơn. Tâm tham thọ hỷ thì nó phát sanh dễ hơn là tâm thiện thọ hỷ. Thành ra cái vấn đề của mình thì nếu mà cái những cái pháp mà mình đang hành nó có đủ năng lực á, thì cái người đó mà trong cơn đau khổ cực kỳ đó có thể ra dùng cái trí tuệ của mình quán xét cái đối tượng đó để mình có thể có cái tâm xả thôi, chứ cái thọ xả được. Chứ còn nếu mà nói tới cái thọ hỷ rất là khó khăn trong cái người mà đang thọ đang đau đớn như vậy. Nhưng nếu bình thường không có đau đớn thì có thể làm cho cái năng cái cảm thọ hỷ nó phát sinh được. Những cái người mà ở cái trạng thái đau khổ rất là khó. Bởi vì cái đau khổ đó là quý vị biết cái thọ khổ, cái thân thọ khổ nó rùng rợn lắm chứ không phải ấy đâu. Không biết trong này có nhiều người có kinh nghiệm với cái thân thọ khổ nó rất là rùng rợn. Chúng tôi bị nhiều lần mà nằm bệnh viện mấy lần là biết nó khủng khiếp lắm chứ không phải dễ. Thành ra cô quán cũng thành tiệm thành gì chứ quán ngon nổi nó chờ đó. Và mấy người mà có khả năng được quán thì có thể làm cho cái tâm nó bình thản được. Nam mô Bồ Tát giá. Dạ con thấy Định Tuệ Song Tu đã sa thúc ngài ạ. Dạ con thấy câu hỏi của Thiên Lạc. Kính thưa ngài, chú giải Tam Tạng bắt nguồn từ đâu? Có phải do các vị thánh tăng hay do các nhà nghiên cứu? Xin ngài quan hỷ giảng cho chúng con hiểu rõ thêm, kính tri ân ngài. Dạ con kính thỉnh ngài ạ. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Chú giải của lời dạy Đức Phật bắt đầu có, bắt đầu từ thời Đức Phật kìa, chứ không phải sau này mới có. Vào thời Đức Phật đó có những cái điều Đức Phật dạy không hiểu rồi Đức Phật giảng giải thì người ta liệt kê vào cái phần gọi là Bà Kinh Na Cả Đê Sa Na được xếp vào chú giải. Nhưng cái đó là của chính miệng Đức Phật nói, chính miệng Đức Phật nói Bà Kinh Na Cả Đê Sa Na. Và vào cái thời Đức Phật đó, những cái vị thánh tăng cũng có giải thích một số điều. Thì những cái điều gọi thường hay dùng cái Pali hay dùng chữ Maha Attakatha tại chú giải. Nó có rất nhiều cái bài kinh vậy, nhưng mà sau này hình như là mất hết, chỉ còn cái tên không mà thôi. Ví dụ như là Kurunthi, Maha Kurunthi. Chúng tôi khi mà học về chú giải có thấy một số cái như vậy đó. Nhưng mà hỏi mấy cái vị giảng sư thì họ nói bây giờ cũng không biết, chỉ có thấy tên thôi. Còn phần đông đó, thì những cái chú giải của các nhà khác, có thể bậc thánh, có thể phàm nhân, có những người ta lão thông tâm tạng đó, xuất hiện vào khoảng 1.000 năm sau khi mà Đức Phật Niết Bàn, khoảng 1.000 năm nữa.
mà những người nổi tiếng nhất là ngài Buddha Thất Ta, ngài Buddha Khổ Xạ rồi này kia ông xong đó, ngài Thâm Ba La rồi này đó, mà xuất hiện là rất nhiều. Thì cái đó thì một vài trăm năm sau thì người ta lại có một số cái điều kiện để giải thích chú giải, mình gọi là hậu sơ giải hay là giải đó. Thì cái đó là chỉ giải thích những một số phần trong tâm tạng không được chú giải thích nguyên cả nhà chú giải thích, nhưng mà đa số là giải thích cái chú giải thích chú giải. Thí dụ như bộ Tăng Tịnh Đạo đó, Lý Sư Thí đó, thì gọi là chú giải thích một cách tổng quát về tâm tạng. Nhưng sau này người ta đọc Tăng Tịnh Đạo thường người ta cũng không hiểu. Thành ra một vị nữa là chú giải cái quyển Thành Tịnh Đạo. Thì chú giải quyển Thành Tịnh Đạo nó có hai quyển. Quyển thứ nhất gọi là Visuddhi Mak Maha Dika. Quyển thứ hai Visuddhi Mak Chula Dika. Thì cái quyển thứ hai đó ít có người học, nhưng mà quyển thứ nhất đó nó có cái tên riêng. Đa số chư Tăng của Thái Mấn Điện đều phải học. Gọi là Ba Ra Mắt Tạ Mạnh Chủ Xã, tức là Quy Sự Thế Mắc Mã Đi Ca đó, nó có tên riêng của nó là Ba La Mắt Tạ Mạnh Chủ Xã, giải thích về quyển Thành Tịnh Đạo. Rồi sau này nó có một cái loại nữa là để giải thích từ ngữ mà thôi, nó gọi là Yojana, nó giải thích về từ ngữ đó dùng như thế nào, đúng dùng như thế nào, không đúng mà nghĩa là gì, giải thích về chú giải. Rồi sau này nó khoảng chừng 1.000 năm trở lại đây đó, thì xuất hiện một loại khác, loại nữa, nó giải thích tâm tạng mà đều giải thích của các bậc không được chứng nhận là đã đắc thánh đặc gì đó. Cái đó gọi là Acariya Vada, tức là ý kiến của các bậc thổ đó, ý kiến của các bậc mà bậc trí có hữu học đó. Thì cái đó đa số sau này dạy nhiều, mà cái đó là cái hệ của Bắc Tông này xài nhiều nhất, này Bắc Tông xài nhiều nhất là gọi Acariya đá. Thành ra cái nghe nói tổ này tổ nọ đó là mình cái đó viết thêm qua ra, hoặc là thêm bớt gì ông chồng này, chứ không có ấy. Thì rồi Acariya đá thì bên hệ Nguyên Thủy đó họ dùng để nghiên cứu, cho họ không có ai lấy làm căn bản hết, không ai lấy làm căn bản hết á. Thành ra ví dụ như những cái đó đây cho mình giải, thì dụ như của ngài Ma Si hay gì này kim sùm đó, rồi là cha đi giáo qua đó theo hệ Nguyên Thủy. Thành ra chúng ta dùng để nghiên cứu học hỏi thêm, chứ không có dùng để giải thích kinh điển được. Còn những cái mà quyển mà đầy đủ nhất là bắt đầu từ cái thời Buddha Gosa, thì ngài có những cái quyển mà của ngài viết thôi, còn đa số ngài không có viết nha. Mình nhớ ngài Buddha Gosa đó không phải là tất cả chú giải đều do ngài viết, hay ngài Buddha Thất Tà cũng vậy. Chỉ một số ấy đa số là dịch từ tiếng Tích Lan, tại vì khi mà tiền qua Tích Lan đó, người ta có khuynh hướng thì dùng cái chữ Tích Lan để diễn giải kinh điển này kia. Thành ra khi mà qua tới đó diễn giải vậy đó, thì đa số là cái nguồn Bali nó mất. Thành ra ngài Buddha Gosa hay là ngài mấy cái ngài mình gọi là chú giải sư này đó, họ dịch từ tiếng đó ra, đa số là dịch từ cái tiếng Tích Lan ra tiếng Bali trở lại. Còn ngài viết chỉ có một hai quyển thôi. Ví dụ ngài Buddha Gosa ngài viết có quyển Thành Tịnh Đạo nè, rồi quyển đó là Attasalini, một quyển nữa là Sẩm Mô Hạ Ví Nô Thanh Ni. Còn mấy cái quyển khác là dịch từ cái tiếng Tích Lan trở lại, ngài không có viết ra, nên nhớ chuyện đó, mà nó có sẵn từ thời nào đó, nhưng mà viết với ngôn ngữ Tích Lan nó dịch ra trở lại mà thôi. Thành ra đó là những cái điều liên quan tới chú giải của tâm tạng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú chúng con đến tri ân ngài ạ. Dạ Thiện Lạc đã tri ân ngài. Dạ trong đầu tràng có anh chị nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ bạch ngài cho con, dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư,
theo đoạn kinh phần quán hơi thở trong kinh Tứ Niệm Xứ, tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra, thở vô dài vị ấy biết rõ thở vô dài, hay thở ra dài vị ấy biết rõ thở ra dài, hay thở vô ngắn vị ấy biết rõ thở vô ngắn, hay thở ra ngắn vị ấy biết rõ thở ra ngắn. Lời dạy ở chỗ này phải hiểu là giai đoạn đang tu tập thiền định chứ không phải là tu thiền quán. Bởi vì vô ra dài ngắn là chế định chứ không phải là chân đế. Kính xin sư Quan Hỷ giải thích rõ ở điểm này nên hiểu như thế nào. Và con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bát Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn và Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Cái chỗ này rất là khó hiểu nhưng mà chúng tôi nói sơ sơ để quý vị hiểu. Thời dài ngắn này kia, quý vị đừng nên hiểu là hơi thở dài hay hơi thở ngắn. Mà dài ngắn ở đây có nghĩa là cái thời gian, cái niệm nó ở trên hơi thở. Quý vị có niệm lâu là hơi thở dài, quý vị niệm hơi thở ngắn là cái niệm quý vị ngắn. Ví dụ quý vị có niệm trong lúc mà cái sự xúc chạm của cái hơi thở vô cái mũi của quý vị là 3 giây đi. Nhưng mà sau đó ra vô gì không cần để. Cái niệm quý vị chỉ ở 2 giây thì thành ra cái trước là dài mà cái sau là ngắn. Và tính cái tuổi thọ của cái niệm chứ không phải là tính theo cái tuổi thọ của hơi thở. Muốn hành cho nó đúng mức phải hiểu như vậy. Còn quý vị muốn hiểu thêm thì khi mà hành hỏi cái gì thiền sư để sư họ giải thích cho. Đây chúng tôi chỉ nói cơ bản vậy thôi. Nam mô Bích Thầy á. Sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ thưa quý anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? Dạ thưa bạch ngài, con có câu hỏi. Chánh niệm giúp gì cho mình có đời sống mà hàng ngày bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bát Tha Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Con niệm thì nó giúp nhiều, chánh niệm mình không có giúp được rồi. Và chánh niệm lúc đó là nó chỉ có chân đế là đối tượng thôi, làm gì cũng chật lách. Mình có niệm để cho mình nghe, đừng có sơ sức, đừng có hư hỏng nhiều cái nghiệp lập. Ví dụ mình làm bất cứ việc gì mà mình có niệm á, tức là cái người đó làm cái đó với cái thiện pháp, làm cái đó với một cái năng lực rất là đặc biệt. Vậy thiện pháp nó có năm chuyện để nói đó, khéo léo cho quả ăn vui ngày kim sùm đó. Quý vị làm ít có khi bị sợ hở về cái việc gì ấy. Còn nếu mà quý vị mà thiếu niệm thì thôi chứ khỏi nói ha. Mà còn hãy có chánh niệm quý vị nên đừng có nên xài sang. Chúng tôi nói nhiều lần rồi, khi nào quý vị hành thiền, quý vị thấy những cái liên quan tới chân pháp chân đế, lúc đó là trong chú giải họ mới dùng chữ chánh niệm. Chứ còn khi không, lúc nào mình cũng có chánh niệm thôi, chứ vô rung này làm gì? Vô rung này nghe toàn là chế định không à. Thành ra cái người mà có, quý vị bây giờ không biết cái chữ chánh niệm nó quan trọng cái nào, chúng tôi chỉ chỗ cho quý vị đọc nè. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền ngũ lực thất giác chi, rồi tới bát thánh đạo, ngay cả tới thất giác chi vẫn là xà tị sẩm phốt sẵn cá. Nhưng mà tay vô tới bát thánh đạo mới có sẩm ma xà tị. Quý vị nên nhớ, muốn dùng cái chữ chánh niệm nó không phải là muốn xài lúc nào cũng được, nó phải có cái điều kiện chứ không phải không. Nam mô Bát Tha Gia. Sa thúc, ngài đã giảng giải cho con rõ thêm ạ. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ?
Dạ, kính mời huynh kinh ạ. À, nam mô Bích Thơ giá, nam mô Tâm Ma giá, nam mô Sư Ngài giá. À, thấy đàn đạo đang hồi hộp quá, không thấy ai giơ tay. À, thì sẵn cái dịp vụ chánh niệm này con cũng hỏi kính cục thỉnh Thượng tọa Lưu Tôn giải thích về cái vấn đề mà trong cái kinh tứ niệm xứ Lưu Tôn thuyết về cái đoạn đầu ngài nói là Atabi Sambacchano rồi Satima, mà tại sao Đức Thế Tôn không thuyết trước là Satima rồi Atabi rồi Sambacchano, tại sao phải coi như là phải là tinh cần đi trước, chánh diệt tâm đi trước rồi tỉnh giác rồi mới tới cái chánh niệm, mà tại sao không nói là chánh niệm trước rồi tinh cần rồi tỉnh giác, hoặc là chánh niệm rồi tỉnh giác tinh cần này kia, mà tại sao phải là diệt tâm tỉnh tinh cần đi trước. À, con cũng tỉnh sự giải thích cho này. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Đầu tiên, cái thứ nhất, tại vì cái ngôn ngữ đi theo văn phạm, cái cách nghĩa là cái mô thức có cái sử dụng ngôn ngữ nó phải vậy, nên thành ra mới có là tập bị sống bạch sản nội Satima. Chứ bây giờ mình nói là Satima tập bị sống bạch sản nội thì nó lại không có xuống kéo của nó được. Cái thứ hai đó, thật sự là ba cái đó nằm trong bát thánh đạo chứ không phải giỡn, nằm trong tám chi đó, nhưng mà ba chi đó là dầu rằng không có năng lực thì nó cũng giúp đỡ trong cái việc mà quan sát đối tượng, quan sát đối tượng, bởi vì chữ Atabi đó là nó đại diện cho cái nhóm định Sati Atabi đó và nhóm định, còn sống và Chano là tâm tuệ, mà khi mình hạ thủ công phu thì ba cái nhóm kia là tức là cái nhóm giới đó, nhóm giới phần đó là nó không có ở trong đó nữa, tại vì mình đã xin thoa tâm quy ngũ giới xong rồi đó, thành ra còn lại ấy. Nhưng mà thí dụ như còn mấy cái chi khác như quý tất cả quý độ cái này đó thì nó cũng có mặt chứ không phải không, nhưng mà cái quan trọng của nó trong việc quan sát đối tượng từ đầu á, thì cái đó là nó không có nhiều năng lực bằng ba cái mà Đức Phật nói ra. Mà nên nhớ lúc nào nó có cái năm hết á, trong tám chi phần của bác và thánh đạo nó có năm, nó đi chung với nhau, khi nào có trí tuệ đủ năm, có trí tuệ nó chỉ có bốn thôi, tức là nó gồm có quý tột tức là quý tất cả đó, một rồi Wayama tức là tinh tấn tức Atabi là hai, cái thứ ba là định, cái thứ tư là niệm, và cái thứ năm là tuệ. Nhưng mà chi đó bao giờ nó cũng có mặt hết đó, nhưng mà khi mà quan sát cái thực tính pháp cho nó thật muốn rõ ràng mà quan sát đúng mức của nó đó, thì cái sự tinh tấn phải có để cái niệm với cái tuệ nó làm việc. Với phụ của hai cái nhấn mặt kia, anh có đó, anh quay nhấn mặt mà anh đứng sau lưng anh đẩy, nó có tất cả năm chi, tất cả nên nhớ tất cả năm chi. Bất cứ quan sát của đối tượng nào trong thiền tứ niệm xứ đều phải có cả năm chi, trừ ba cái chi của giới phận ra mà thôi. Nhưng mà sở dĩ khi mà nói tới ba cái đó là tại vì ba cái đó là không thể yếu năng lực được, nó phải có năng lực rất là mạnh khi mà quý vị hạ thủ công phu trong vấn đề mà tu tập thiền tứ niệm xứ đó, là ba cái đó phải có rất nhiều năng lực. Cho nên mà không có rất nhiều năng lực phiền não rất dễ chung vô, nó làm rất nhiều chuyện khác, làm cái người đó rất dễ là buông xuôi nửa chân chứ không có đi tới được. Rồi phải có vậy đó, nhưng mà tối thiểu nó cũng phải có đủ năm chân tài nào thiếu đó. Phải năm cái chi đó là trong chú giải gọi là bột phá mắt khá, tức là những cái chi phần đi trước đạo, đi trước cái đạo tức là cái con đường là đi trước, để giúp cho những cái chi khác là được nhiều năng lực cho tới cái lúc nào mà cần phải tiêu diệt
phiền não thì nó mới có đủ 8. Còn nếu mà không tiêu diệt phiền não được, chưa đủ lực thì chỉ có 5 mà thôi. Nhưng mà 5 cái đó khởi đầu thì ba cái tên mà được nêu ra. Dầu rằng hai tên kia nó vẫn đi dùng trong nhóm đó chứ nó không có nhắn mặt. Thành ra đó là một trong những cái lý do mà chúng tôi được mấy cái gì thiền sư giải thích để cho cái gì hành giả phải làm theo để những cái nào nó có năng lực hay không năng lực, nó phải đi như thế nào. Đó là sự giải thích của mấy vị thiền sư. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, xa thú, dạ, kính tri ân thượng tọa chúng tôi mà giải thích cái này cũng rất là chi tiết. Dạ, xa thú. À, thì dẫn trong cái vấn đề này con có nghe một số vị nói rằng khi mà một người mà mặc dù chưa có đắc được đạo quả, sơ đạo sơ đạo quả Tu Đà Hoàn mà những vị này có Phật học cao thâm, có cái sự hiểu biết và biết rõ và thân kiến, là những người vị đó đã thấy rõ là đã phá được cái thân kiến, và do như vậy những vị đó không còn hoài nghi nữa. À, giới cấm thủ không còn, thì những vị mà người ta có pháp học cao, có cái pháp hành tương đối khá, thì người ta cho những vị đó là những vị tiểu Tu Đà Hoàn. Thì vấn đề này là theo như vấn đề này mình phải hiểu như thế nào một người đã người ta cho là như vậy, là một người đã có hiểu biết, có đã không còn hoài nghi Phật pháp tăng, đã không còn bị dính mắc về giới cấm thủ, về thân kiến này, thì người đó là tiểu Tu Đà Hoàn. Thì mình nên hiểu như thế nào cái chữ tiểu Tu Đà Hoàn? Làm ơn Phật Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hoàng Giả. Kính thưa chư quý vị, theo chú giải thì quý vị tới cái tệ thứ hai đó, thì nó ta gọi là tiểu Tu Đà Hoàn. Lý do là cái vị đó tới tệ thứ hai mà nó không có bị gì đó, thì cái nghề gì đó là nghĩa là đóng được 4 đường ác đạo kiếp tới đó, kiếp tới một kiếp thôi nha, chứ không phải đóng hoài đã quá rồi. Nó trong kiếp tới là bảo đảm không đi 4 đường ác đạo. Thành ra tại vì nó ngăn cấm được, nếu mà tới cái tệ thứ hai, cái người có pháp học đàng hoàng về hành được cái tệ thứ hai đó. Nhớ tệ thứ nhất là tệ thấy danh sắc, tệ thứ hai là thấy nhân duyên của danh sắc đó. Thì cái người đó đó nghĩa là cấm 4 đường ác đạo được một kiếp, thành ra tới gọi tiểu Tu Đà Hoàn. Nó còn hãy lên được đại Tu Đà Hoàn mà sổ tà banh na thì cấm luôn, còn này cấm kiếp thôi. Tại vì lý do là được sanh về cái cõi khác mà không có cơ hội tu hành tiếp tục thì kiếp thứ ba cũng tiêu luôn, cũng đi xuống như thường. đừng nói giỡn với cái ông nghiệp, cái Mr. Tony nghiệp nào, mình giỡn với ông không có được. Giỡn với ông là mình chết thôi. Nghe ông theo lúc nào là ông lôi lưng mình. Thành ra gọi là tiểu Tu Đà Hoàn gì theo chú giải đó, nếu mà không bị suy, nghĩa là mình vẫn giữ được cái tệ thứ hai cho tới lúc mà ngáp, tức là lộ tử sắp phát sanh đó, thì cấm được một kiếp để khỏi đi về 4 tòa lâu đài. Tại vì cấm kiếp người ta mới gọi là tiểu Tu Đà Hoàn, gọi một cách là để như là cho biết là không có đi 4 đường đạo lúc đó chứ, nhưng mà sao cái kiếp đó nghĩa là kiếp kế đi đâu cũng biết, nhưng mà thấy trường sanh lại cái kiếp thứ ba là những cái đó chưa chắc còn nữa quý vị. Bởi vì chúng ta phàm nhân mà, như cả những cái gì tâm tạng pháp sư vậy chứ, nếu mà kiếp này định không mạnh mà gì cũng không mạnh mà nhắm mắt cái rồi chưa chắc trở lại làm thì thế ấy được á. Thành ra cái ý nghĩa cho tiểu Tu Đà Hoàn theo chú giải giải thích là như vậy. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ con thấy Quỳnh Kinh đã xa thú kính tri ân ngài ạ. Dạ đạo tràng có anh chị nào có câu hỏi không ạ? Dạ thưa bạch ngài, cho có câu hỏi. Nghe pháp thế nào để được sanh tâm hoan hỷ? Dạ bạch ngài. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam
mô với thầy giả kinh Bạch Chư Tôn hiện giả kinh thưa cho quý vị cô trận đạo nói là huynh kinh mê lăng đá này nó sở thú chúng tôi đọc thành chữ xét hu 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 tức là xét là buồn hu 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 khóc luôn buồn thì khóc luôn thật sự là mình nghe pháp đây được quan hỷ được này được nọ là phải đúng thời đúng thời thính pháp đúng thời đàm thoại pháp đúng thời là như thế nào là khi nào mình có vấn đề có vấn đề rồi mình tìm tới quý vị sư hay vị thiền sư có khả năng mình trình bày vấn đề đó mà được họ giải thích để mình thỏa mãn được cái đó đó thì cái đó đó nó mới có đủ năng lực ấy. Còn thường thường là mình không có tạo không có đủ điều kiện để làm ở đó. Thì nên cái tới giờ thì mình mới vô room mình nghe. Nhiều khi mình vô room mà cái tâm mình nó không có khúc mắc gì cả. Chờ anh hỏi sau mình nghe được thích thì vui, không thích thì thôi. Thì cái đó là nó nhà pháp thì nó không có lợi ích nhiều, không có lợi ích nhiều. Bởi vì cái đó là cái người ta hỏi ta có vấn đề, người ta muốn được cái đó. Còn mình nhiều khi mình có vấn đề mà mình ở xa chùa hay là mình không có khả năng, đợi khi nào gặp thì tính sao. Tới chừng lúc mình gặp thì một là nó muộn, hai cái tâm mình nó được cái ăn vui khác nó vô, thành ra mình cũng quê luôn. Thành ra biết cái nghe pháp rồi vậy đó, tức phải đúng thời, đúng thời. Tới thời nào, bất cứ thời nào, chứ không phải đợi tới 1 giờ, 2 giờ hay là rung đó mở mấy giờ mình vô. Mình ở gần chùa hay là mình có điện thoại cái gì, sư nào mà mình nghĩ là có khả năng để giúp mình trong lúc mình có những thắc mắc gì Phật pháp đó, là mình hỏi liền. Hỏi liền, bởi lúc đó cái tâm mình nó đang có cái khúc mắc đó, mình được giải thích thỏa đáng thì cái tâm mình nó tự nhiên là nó an lạc. Thì nó có kết quả liền, mình thấy liền. Chứ còn mình chờ chờ vài bữa nó quên, chờ chờ vài bữa nó vô room này cái ông đó ông bữa nay ông đi nhận bao thơ đâu không vô tiết như không. Thành ra mình không có nhiều cái phước báo để đúng thời nghe pháp, mình không nhiều phước báo để đúng thời đàm luận pháp. Thành ra sự nghe pháp và sự đàm luận pháp mình nhiều cái không có được nhiều kết quả như ý mình muốn. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của sao làm sai. Thưa ngài, tiểu tu Đà Quần và đại tu Đà Quần có liên hệ chặt chẽ theo quy luật hay tự phong? Dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Phật tu Đạo Quần thứ thiệt á là đắc đạo, đắc sơ đạo sơ quả, diệt được bao nhiêu phiền não. Cái đó là theo cái quy luật đàng hoàng chứ không phải là muốn phong hay muốn gì cũng được. Còn tiểu tu Đạo Quần chúng ta nói là cái người đó nghĩa là đã đắc được cái tuệ đó. Thì người ta gọi, tại sao ta gọi tiểu tu Quần? Bởi vì người đó đã cấm được một kiếp khỏi đi bốn đường ác đạo. Thì cũng giống bậc tu Đạo Quần không còn đi bốn đường ác đạo nữa, nhưng mà cái gì đó nếu mà tới cái tệ thứ hai đó mà vẫn còn giữ được cái năng lực của cái tệ thứ hai thì cũng không có đi bốn đường ác đạo trong kiếp kế đó. Thành ra người ta mới gọi là tiểu tu Đạo Quần để cho thấy cái năng lực của cái người mà học pháp hành pháp đúng mức có khả năng cũng cấm bốn đường ác đạo như thường, mà đều cấm không có lâu thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ, ngài đã dạ thấy sao làm sai đã sa thúc ngài ạ. Dạ, quý anh chị trong đầu tràng có câu hỏi gì không ạ?
Dạ bạch ngài, cho con có câu hỏi. Sao con thấy mấy cái nước quốc gia quốc giáo mà thuộc Phật giáo nguyên thủy mình đó đó bạch ngài, mà thường hồi hướng đến cái thiên chủ sắc cá là tại sao vậy bạch ngài? Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư và kính bạch chư tôn hiền và kính thưa chư quý vị, thật sự là khi mọi hướng mà hướng tới cả chư thiên hộ trì chánh pháp hết á, nhưng mà thường thường mình hay đề cập tới cái gì vô trời á, thật cả là tại vì thứ nhất gì đó là Phật Thánh, thứ hai gì đó là cai quản cái cõi dục này. Mà khi cai quản cõi dục này đó thì như là ông ta giúp đỡ rất nhiều cho những cái người tu hành, hay là cho những cái vị chư thiên luôn luôn hộ trì những người tu hành chân chánh. Thành thường thường mình hồi hướng cho tất cả các vị đó để giống như là mình cảm ơn cái những cái điều gì họ giúp cho chúng ta có cơ hội để tu hành theo chánh pháp. Chứ thực sự ra đó thường mình có làm phước, mình hồi hướng thì là theo cái phước mình đối với mấy ngày đó nhỏ xíu à, nó không có nhiều đâu. Nhưng mà cũng giống như chúng ta hay thí dụ đó, kế nhà mình có ông Mễ hay là ông Mỹ Đen hay là cái ông nào đó mà ông không biết ăn tiếng cơm Việt Nam, ăn đồ ăn Việt Nam, lâu lâu mình có món gì mình đem mình bưng mình cho ổng, ổng không ăn được thì ổng cũng rất là vui, bởi vì ổng có hàng xóm tốt. Hàng xóm biết điều với ổng vậy vậy thôi, chứ nhiều khi những cái món của mình cho lấy lệ thôi cho họ đâu có ăn, hoặc là họ nếm một hai cái thôi họ để đó thiêu rồi họ cũng dục thôi, vấn đề là như vậy. Thì mình sống cỡ này mình biết những cái người đó, đó họ từng hộ trì những cái bậc mà mình ở đây mình không thấy cái sự hộ trì của họ nó rõ ràng, chứ mà cái gì mấy gì sư mà tu ở rừng thấy rất rõ ràng. Chư tiên hộ trì nhiều khi nó mình có những cái sự cảm nhận làm biết có những cái vị người ta hỗ trợ, mà họ hỗ trợ mình. Chứ mà người mà ở rừng nếu quý vị biết đối diện với trăm ngàn sự nguy hiểm chứ không hết đâu, từ những con rắn nhỏ, những con quắc, con đồ này nó vẫn có thể nó làm cho mình bán mạng như thường, chứ không phải là nói chuyện giỡn. Nhưng mà nhiều khi mình tu hành đàng hoàng có sự hộ trì, sự bảo đảm nào đó thì ít có khi mình bị làm hại được như vậy đó ha. Chứ còn không thì thôi, chứ vô đó là đủ mọi chuyện hết, chứ không có ấy đâu. Mình sống ở ngoài thành phố mình thấy nàng vui, chứ vô đó là biết chư thiên hay là mấy cái người phước mặt mà họ muốn khoa dễ lắm, chỉ cần đi chụp hình trong 3-4 ngày không có ăn là thấy đủ quá thở rồi. Đừng nói chi xa đó. Có nhiều khi mình không biết mình làm gì mà đi, nhiều khi ta thấy mình ta cũng ngó lơ, người ta không có mời, nhưng mà ông ngân sư đi sau mình đi tới thì người ta chắp tay ta mời đi tu. Nhiều khi bữa đói bữa no chứ cái gì chẳng phải dễ đâu, nhưng vậy nào có sự hộ trì rồi này kia dễ biết lắm. Nhiều khi đi cả buổi không có, nhưng chạy gì gần tới nhà thì nhà tiếng quốc càng xe nó chạy theo tới nơi nó dân à. Còn thì đồng ý là cái phước của mình một phần, nhưng mà chúng có sự hộ trì nào đó, chứ còn nếu không cũng đói như thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Bây giờ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trí tuệ trong tâm thánh đạo làm nhiệm vụ diệt đoạn tuyệt phiền não, kiết sử trong quá khứ hay ở hiện tại hay ở vị lai. Bởi vì phiền não ở quá khứ thì đã không còn làm sao diệt, phiền não ở vị lai thì chưa có cũng không thể diệt. Ở hiện tại thì vì là tâm thánh đạo có niết bàn làm đối tượng nên cũng không có phiền não để diệt. Kính thưa sư, phải hiểu chỗ này thế nào cho đúng? Và con kính nhân mít đến ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái tâm đạo nói về huyền ảo, việc ngoại thời chứ không ở trong thời. Ngoại thời tức là mình nói quá khứ không đúng, hiện tại không đúng, vị lai không đúng. Thì ngoại thời là như thế nào? Trong chú giải thí dụ như mình, cái cây đó nó lớn quá, mình không thể đốn được, không ta làm được. Thì cứ mỗi ngày mình chích vô gốc nó một số cái chất độc. Mỗi ngày chút tới ngày nào đó tự nhiên là nó quỷ rồi. Thì cái này cũng vậy. Mà bình thường nếu mình làm cái thiền pháp, tức là mình diệt nó bằng cách mình đè xuống là thân khá bà hả ná. Nếu mà cái tâm mình tới cần định thì mình làm lấy lên là quyết không phải ná bà hả ná, tức là mình đè cho nó càng lâu cho nó tới nào lúc nó mất năng lực thì là lúc cái tâm đạo phát sanh, thì lúc đó là được bứng rễ ha. Thành tâm không được, bởi vì quá khứ thì nó diệt mất rồi. Còn hiện tại mà tâm thiện phát sanh thì nó thuộc loại ngủ ngầm, ở đâu để cho mấy cái tâm đạo thấy được. Nhưng mà nói vị lai thì nó chưa phát sanh, nhưng mà cái cách mà chú rể cho thích thì ra ngoài thời thì đó. Tức là mình làm từng bữa chút thuốc chất độc hay gì vô đó, tới lúc mà nó không còn khả năng nó sống được thì nó quỵ. Thì lúc đó cũng như ông từ là tám cái chi của Bác Thanh Đạo nó hoàn thành nhiệm vụ là như vậy. Nam mô Bụt Thầy Gia. Con đã thấy định tệ sông tu xa thú kính tri ân ngài ạ. Dạ, quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không nữa ạ? Dạ, xin giờ dạ, con thấy câu hỏi tiếp của định tể song tu. Kính thưa sư, có đoạn kinh dạy không liễu tri năm quẩn thì không thể đoạn tận khổ đau. Do vậy cần phải liễu tri năm quẩn, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si được gọi là liễu tri. Kính sư giải thích rõ về ý nghĩa của liễu tri năm uẩn là như thế nào? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Liễu tri năm uẩn tức là mình liễu tri cái một cái hợp thành cái thân tâm này đó. Mới gọi là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Mà mình biết phải rõ ràng, chứ còn biết kêu mình không gọi là liễu tri được. Biết kêu mình chỉ gọi là biết là chế định mà thôi. Thành ra khi mà hành thiện mình thì mình xác thấy được hình đầu, thấy thực tính của nó, thì mình nay qua mình nhìn cái đoạn đường của 16 tệ mình xác thì biết. Chuyển qua cái đoạn thứ hai là thấy gì? Thấy nhân duyên. Nhân nào làm cho cái quẩn đó nó phát sanh, nhân nào làm cho cái quẩn nó như thế nào đó. Từ thấy nhân duyên. Rồi cái thứ ba thì bắt đầu thấy sanh diệt. Tức là sanh đó, nhưng mà nó diệt đó là sanh đó. Thì tại sao nó diệt được, tại sao nó sanh được, do những cái điều gì mà diệt. Thì mình nhìn thấy những cả cái tiến trình của như vậy đó, thì mình liệu đi như vậy đó, thì mình mới tận diệt được cái điều kiện. Mình thấy những cái điều kiện đó, mình tận diệt cái điều kiện đó. Thì khi mình tận diệt được cái điều kiện đó thì cái tới cái lúc nào đó ra thì cái nguồn này nó cũng sẽ bị diệt. Mà trước khi diệt nó đó là phải bị diệt cái nhân nó được, nhân phát sinh như thế nào. Ví dụ mình học trong cái nhân khởi thì mình biết một số nhân duyên của nó, nhưng mà khi mình học qua duyên hệ thì mình biết tất cả nhân duyên, những cái hoạt động của nó liên quan tới sự sanh khởi sanh diệt gì đó, bao nhiêu chuyện gì đó, thì mình không có cung cấp một số cái điều kiện để cho nó tiếp tục nữa. Thì tới lúc nào đó thì nó phải chấm dứt. Mà nó chấm dứt thì kể như mình là mình có khổ đau là tại nó, thì mình chấm dứt nó giống như mình chấm dứt khổ đau. Mà muốn chấm dứt nó phải qua cái những cái điều kiện như vậy đó. Thì quý vị nào rảnh nghiên cứu cái lộ trình của 16 tệ mình xác sẽ thấy nó rất là chi tiết, rất là nhiều khi chứ không phải giống như mình nói muốn được tệ này tệ nọ là dễ đâu. Nhiều khi nó
nó rất là nhiều khê, nhiều người đâu phải một hai ngày là thực thấy danh sắc. Đa số mình thấy là một là do mình tưởng, hai là do mình thấy về chế định mà thôi. Rồi mình nghe nói ở đất cứng hay mềm, cái mình thấy gì cứng cứng mềm mềm của mình nói ở đó là đất, mình tưởng đồng ấy, thật sự đó chỉ là chế định mà thôi ha. Mình đã khi thấy thật sự cái thực tính pháp của nó đó, cái xả phô quá của nó đó, qua nhân viên, qua nhân này nhân nọ, thì những cái điều gì mà mình cần phải biết á, mà nó rõ ràng như vậy đó, thì chắc chắn là mình thấy đoạn tận khổ đau. Mà khi mà nó mình đoạn tận khổ đau thì cái hai cái phần mà đặc biệt nhất là cái phần mà diệt trước đó là thuộc về phiền não, thuộc về danh pháp. Rồi còn cái phần mà sắc pháp thì nó tận diệt sau, diệt sau. Có khi nó phải sống hết cái tuổi thọ của cái nghiệp của nó mới tận diệt được, nếu mà tận diệt được phiền não. Thì đó là những cái điều mình cần phải biết đầy đủ, gọi là liệu tri. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thúc, con thấy định tuệ song thu đã kính tri ân ngài ạ. Dạ, bây giờ có câu hỏi tiếp, con kính đọc câu hỏi của định tuệ song thu. Kính thưa sư, trí tuệ trong thiền tứ niệm xứ là thấy thực tánh của danh sắc. Vậy có phải thấy thực tánh của danh pháp và sắc pháp là thấy ở bốn khía cạnh? Thứ nhất là trạng thái lakkhana, thứ hai phận sự kicca, thứ ba sự thành tựu pacchuppatthana, thứ tư nhân gần bá đáp thà ná của danh sắc. Có phải vậy không thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát và kính bạch chư tôn hiện và kính thưa chư quý vị, cái đó là thể pháp học để mình nhận dạng cái pháp thật. Mà khi mình thấy pháp thật, mình không thể nói bằng lời được, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Một thí dụ dễ hiểu là thấy cái pháp thật là thấy như thế nào. Quý vị lấy muối, quý vị bỏ vô lưỡi, tích tắc ngay cái chỗ mà nó xúc chỗ đó đó. Nếu quý vị biết thật sự là tích tắc cái chỗ xúc chỗ đó, đó thì gọi là thấy thực tính pháp. Mà hỏi thấy như thế nào, quý vị nó không có được. Thực tính pháp không có ngôn ngữ để diễn tả nó. Ngôn ngữ để diễn tả trạng thái của nó mà thôi. Chứ người ta không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả nó là cái gì. Thành ra nó chỉ thấy người nào thấy người đó biết, diễn tả cho người khác biết. Người ta dùng người ta diễn tả cho mình có thể nhận thấy nó. Chỉ có người thấy mới người thấy biết. Nói tôi thấy cái này thấy kia là còn chưa thấy gì hết, anh hiểu gì hết. Thành ra khi pháp hành đúng mức rồi, không thể nào diễn tả được đó. Người đó thấy, người đó biết, mình học đi rồi mới mốt mình siêu trường thiền, mình ngồi quan sát thì mình thấy chứ mình biết thôi, không ai biết đó. Còn thiền sư mình có trường pháp là mình diễn tả như trạng thái mình thấy thôi, chứ không thể nào thực tinh pháp rồi không thể là dùng ngôn ngữ đó biết nó như thế nào mà thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con thấy định tuệ song thu đã xa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ, quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không nè? Dạ, con thấy câu hỏi của định tuệ song tu. Kính xin sư giải thích sự khác nhau giữa chữ xá ba quá thăm má và bá rá mát thá thăm má. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát và kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, thật sự là diễn tả tới cái pháp mà
đúng theo cái sự thật của nó thôi, đúng theo cái trạng thái thật sự của nó thôi, không có gì khác đó. Nhưng mà tùy theo mà cái cách dùng của Bali, cái cách dùng của Bali để diễn tả cái đó là nó có những cái chữ khác nhau. Thí dụ như mình nói chữ tâm chẳng hạn, có khi gọi là thức, có khi gọi là này là nọ, chứ không thể nào cái lúc nào tâm mà nó gọi theo quẩn này, mà gọi thức quẩn nhưng mà nó tâm quẩn thì không ai biết hết đó. Nó thành ra tùy theo cái mức độ đó. Nhưng mà nên nhớ là cả hai cái chuyện ngôn từ này dịch là, thứ nhất là sa pha quá nó là thức tính pháp, còn cái ba la mật là chân đế pháp, thì nó cũng là vậy thôi. Nhưng mà cái điều mà mình diễn tả tới là diễn tả cái sự thật tột cùng của nó. Mà sự thật tột cần chỉ có người đã dùng trí tuệ để biết qua pháp hành mà thôi, chứ còn học qua pháp học nói cái mấy cũng nó cũng không có đúng cái điều kiện, cái trạng thái gì của cái pháp mà mình nói tới cả. Thành ra thường là trong Bali anh ta diễn giải để cho mình hiểu, ví dụ như ta sầm ma rồi chứ mở ngoặc sập pha quá thâm hai chấm nít chi quá sập pha qua kiềm trong, tức là không có sự sống, không phải chúng sanh, chỉ có trạng thái không không sự sập pha quá cho đó là nó không thể diễn tả được. Nó thà cũng vậy, là có những cái chữ mình để chỉ để hiểu, cho mình ngôn ngữ mà mình dịch là phản ở đây. Tại sao mình không học tiếng Tây biết là trà đìa e trà yê đó, tức là dịch là phản, dịch bây giờ nó không trật nhưng cái chỗ nào trúng hả? Nam mô Bổn Thầy á. Dạ sa thú con thấy định tệ song thu đã kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị trong đầu tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ bạch ngài, trong cái pháp tứ niệm xứ đó bạch ngài, trong pháp học với pháp hành đó, có đồng vị thế nào không ngài? Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thà Dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị, pháp học là để trình bày một số điều kiện, còn pháp hành là mình hành theo cái điều kiện đó. Nhưng mà pháp thành thì nó mới khác thôi, nó khác phải là khác pháp học pháp hành, mà nó khác là tại vì cái người mà thấy rồi là không thể nói lại cho người khác biết được cái khổ cái gì đó, không thể diễn tả được cho người khác biết được, không thể dùng ngôn ngữ để nói lên cái sự thật mà mình đã thấy được. Thì nó ba cái pháp học pháp hành pháp thành nó nói chung là nó là nhân quả tương quan với nhau, nhưng mà nó rất là khó mà để mình diễn tả được. Nó diễn tả thứ nhất là trong giáo pháp Đức Phật đó. Giáo Phật thành ra nhiều khi tại sao tưởng đắc là vậy đó, tại vì mình thấy qua pháp học rồi mình tưởng mình đắc, chứ thật sự không phải. Muốn đắc thật sự là phải qua pháp hành. Mình nếu mà không qua pháp hành là mình không, mình nói mình thấy chưa chắc là đúng đâu, chưa chắc. Bởi vì cái thấy qua pháp học đó là diễn tả được cái trạng thái mà thôi, nhưng mà thực sự cái bản chất nó như thế, bản chất thực sự của nó đó, thì phải thấy qua pháp hành. Mà khi qua thấy qua pháp hành thì chúng sanh nào thấy chúng sanh đó hiểu, chứ không thể nào diễn tả cho người khác được. Nó khó gì khó là vậy đó. Thành ra cái gì thiền sư mà không có nhiều kinh nghiệm đó, mình có hành rồi cái là nhiều khi đó mình vô mình trình bày rồi gì đó cũng trình bày lại mình không hiểu, hoặc là mình hiểu lầm cái lời của vị thiền sư đó không chừng. Nó rất là khó khăn, rất là khó khăn, chứ không phải dễ đâu. Thành ra cần cái gì thường thường đó. Trong thanh tịnh đạo nó rõ ràng vị thiền sư tứ thiền phải là bậc thánh, còn nếu mà không có bậc là bậc đắc thiền hoặc là cái bậc mà tam tạng pháp sư rồi này kia, thì người ta có khả năng để ta diễn tả cái điều mà mình muốn biết. Nhưng mà khi mình thấy đó chưa chắc mình đã thấy đúng như cái sự diễn tả đó, nó khổ vậy đó. Với ngôn ngữ mà ngôn ngữ không thể diễn tả một số điều kiện nào đó được. Thành ra quý vị nào đi hành với lựa trường thiền tứ thiệt, thiền sư tứ thiệt,
Chứ còn lạng hoàng nhiều khi mình cứ tưởng không người lái là mình đắc rồi là mệt mình. Nam mô với thầy á. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, chi thiền xả và định trong ngũ thiền sắc giới và bốn tầng tầng thiền vô sắc giống hay khác nhau như thế nào ạ? Dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiện, dạ kính thưa cho quý vị. Từ nguyên tắc thì cái tên nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau rất là xa. Bởi vì đối tượng nó đã khác rồi thì nó không thể là một được. Nên cái cây xả trong cái thiền sắc giới đó, đối tượng nó khác. Xả trong thiền vô sắc, đối tượng nó khác. Bốn cái đó là bốn đối tượng nó khác nhau rất là xa. Đó nó không phải dễ giống như mình nghĩ. Thành ra cái đó thì chịu khó hành đi rồi thấy tới từng đó rồi từng nghiệp lấy cho còn hỏi khác là khác như thế nào. Dĩ nhiên đối tượng nó phải khác rồi nó phải khác chứ. Đừng nói gì cá nhân của mình cũng vậy chứ. Mình đi ăn phở ba tiệm hỏi hỏi cảm giác mình đi khác hay giống. Thì cái này nó cũng vậy, nó một thai giác. À, sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị nào có câu hỏi không nữa ạ? Dạ xin xin đạo tràng có câu hỏi gì không? Chỉ còn 15 phút nữa là hết hết thời gian rồi ạ. Dạ xin bạch ngài, con có câu hỏi nữa. Vượt khỏi sầu não khác biệt gì với đoạn tận khổ u? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Thầy giả kinh bạch chư tôn hiện giả kinh thưa chư quý vị, hỏi cái đó thì không ai trả lời được, còn nó biết cái chi pháp của nó mới được chứ, còn hỏi cái đó thì khó, rất là khó trả lời. Bởi vì mà khi mình hành tới đâu thì mình mới thoát khỏi, mình hành tới đâu mình lấy mới vượt khỏi rồi này kia, trong hai cái đó phải nó có cái chỗ chính xác chứ, còn hoặc là trong kinh điển như thế nào chứ, còn nếu hỏi theo mình về thì chư cũng biết được đâu trả lời đâu. Nam mô Phật Thầy giả. Sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có ai có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là đánh lên màn hình cũng được ạ. Dạ bạch ngài, cho con có câu hỏi nữa là tại sao hai bài kinh niệm xứ đều được giảng tại xứ Cú Rú ạ? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa quý vị, tại xứ nó có cái truyền thống là hành thiên tứ niệm xứ. Và khi cái xứ đó mà nó gặp nhau, nó không bao giờ hỏi anh khỏe không, chị khỏe không, anh hỏi hiện lúc này có
tiếp tục hành thiền tứ đường xứ không? Chứ bây giờ gặp nhau hỏi khỏe không? Hay là này kia ông sùng có chỉ hỏi vậy thôi. Nếu mình trả lời mình vẫn tiếp tục thì nó mới xả thú, còn không thì nó mình nói là mình lúc này bận quá không hành được thì nó sẽ trả lời một câu rồi rất đáng tiếc cho anh chị sanh vào thời này mà cái pháp đó mà cũng không biết được. Này kia ông sùng nè, đó là lý do tại sao mà khi Đức Phật giảng cái bài kinh đó, một trong những bài kinh mà không thấy nói có ai đắc hay không, nhưng mà rất người ta hoan hỷ, tại vì đúng vào cái thiền nghiệp của mấy cái gì đó mà bây giờ cũng vậy, không có để ở không, mà lúc nào tâm nó cũng ở trong những cái đối tượng của thiền, cái bài kinh đó đề cập tới thần thọ tâm pháp rồi này kia không dùng. Còn mình bây giờ thì mình cứ đọc hoài mà không bây giờ mình hành hết á. Khác dân cứ cú rú rồi chỗ đó. Thành ra nếu mà Đức Phật bây giờ có xuất hiện ở đây chắc ngày gặp mình thì ông cười cười thôi. Cười bấm chi với mình thôi chứ. Còn mình này gặp ngài thì cái bê bê là dạ ngài cho con chụp hình để đưa lên Facebook thôi chứ cũng chẳng biết gì để hỏi. Khổ vậy đó. Thành ra mình sống vào cái thời tương pháp rồi. Ráng cố gắng chúng tôi khuyên hoài mà không biết cái gì. Chắc cũng không thích học hả? Đang học, đang hành đi. Không bổ về ngang, cũng bổ về dọc. Chẳng luyện lợi kiếp này, lợi kiếp sau nữa. 84.000 pháp vẫn còn để của Đức Phật. Học thì rồi sẽ thấy sự lết của nó. Nam Mô Bổn Sư á. Dạ, xa thúc cái tri ân ngài ạ. Dạ, bạch ngài, thí dụ mình có một cái phòng riêng biệt để hành thiền mà thật trang nhã, mỹ thuật, thì giúp cho hành giả trường hợp nào bất lợi và trường hợp nào không bất lợi, bạch ngài. Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Dạ, kinh bạch chư tôn hiện giả, kinh thưa chư quý vị, việc hành thiền nó không liên quan tới phòng lớn, phòng nhỏ, phòng tốt, phòng xấu hết đó, mà liên quan tới pháp học. Thứ hai là cái vị thiền sư mà mình học với họ, mình không có pháp học thì mình ở đâu cũng vậy, không ấy. Ngày xưa giờ thời Đức Phật, các vị mà đi vô xin cái đề mục về thiền, xong rồi tất cả đều đi vô rừng hết, khu nhà quan ngôi rừng vắng, chứ không bao giờ mà ở cái chỗ phồn hoa đô hội để hành thiền hết đó. Thành ra mình có phòng có gì là cái chuyện đó là để chơi rồi để ngắm này được, còn nó hành thiền mà trong khi mình pháp học thì cũng chưa đầy lá me, gặp thiền sư thì không có thiền sư nào gần hết, thì mình vô đó mình ngồi thiền là ngồi cái gì, cái quan trọng nhất là pháp học, phải có pháp học mới được. Pháp học là nhân của pháp hành. Quý vị không học thì đừng có vô nghĩ chuyện cái hành này nền nọ rồi ha. Và học là cái quan trọng nhất. Phải học. Còn học nhiều hay ít là tùy theo cái căn cơ của mình trong tiền nghiệp, mình học nhiều hay ít. Nếu cái trước mình học nhiều thì cái này học ít, mà cái này mình nếu trước không học thì cái này học thì nhiều. Học cho tới khi nào có khả năng mình hành thì mình mới tìm cái nơi nào đó mà có thiền sư đàng hoàng, để cho người ta dạy mình một số điều kiện, ta tạo số điều kiện khi nào mình tự đi, tự đứng, tự đi được á, thì lúc đó mình mới có thể hành một mình được. Nhưng mà dù hành một mình lúc đó đi nữa thì cũng nên nhớ tiếng động hay là gì nó đều là gai nhọn của thiền hết á, thiền chỉ, thiền quán, điều gì cũng vậy. Thành ra cái nơi đó thường là mở đầu những bài kinh nào liên quan tới pháp hành thì Đức Phật cũng nói là ngôi nhà quan và khu rừng quán cả. Nên là quý vị chuẩn bị đi tới những cái nơi đó, chứ đừng có nghĩ rằng phòng tôi đẹp, phòng này phòng nọ đẹp cũng vậy thôi. Đẹp mình vô mình ngồi đó để mình ngủ, gục ngủ gạo gật thì cũng vậy thôi. Cái quan trọng nhất là khoa học, chứ không phải là quan trọng là phòng ốc đàng hoàng hay gì đó.
anh nhớ vậy đó. Muốn đi hành thiền phải chuẩn bị cho mình cái khả năng về pháp học cho nó đầy đủ, rồi sau đó là mới tính cái chuyện khác, chứ còn nếu không thì không thể nào mà có thể làm gì được cả nếu mình không có pháp học. Nam mô Đức Thầy á. Dạ sa thúc, con kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của pháp học. Bạch ngài, xin ngài giảng giải rõ hơn thế nào thấy pháp sinh diệt bằng cách nét chân đế. Dạ con kính gửi mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Trường Xuyên Sầu Mì Gia Kinh Thưa Chưa Quý Vị. Ở chân đế thì nó có những cái điều mà liên quan tới nó trấn là trong cơ thể mình trong đầu xa đó, chứ không mà sắc thinh hương vị xúc nói một cái tóm tắt. Còn nếu mà nói nhiều thì tâm có bao nhiêu, tâm sở có bao nhiêu này kia sùng. Nếu mà mình học những cái điều kiện liên quan tới tâm, tâm sở với sắc liên quan một cái ông từ nhất nó gọi là trà tụ lắc hà na, phải hiểu cho rõ ràng trà tụ là cái. Còn nếu mình không có biết được cái trà tụ lắc hà na nó thì mình không thể biết nó, bởi vì các tâm như thế nó giống nhau vậy, nó sanh nó có số điều kiện làm như giống nhau. Ví dụ như tâm sở bi tị, khi nó phát sanh với tâm tham nó cũng là tâm sở bi tị, phát sanh với tâm thiện thọ hỷ nó cũng là tâm sở. Quán xét và giữ nó, cơ quan cái bi tị nào là nên quán xét và diệt nó. Đó là những mình nó biết thì cái thứ hai những cái sắc như vậy đó. Bởi vì mình không biết rồi mình nhìn không có ra. Ví dụ có chuyện nhỏ vậy thôi, cái gì mà không biết, không nhận dạng được, cái gì nhìn là không có làm ăn gì được hết đó. Hỏi tại sao có thân mà có thân thọ khổ, thân thọ lạc, tại sao? Nói cái đó không, mà nếu gì không học cho nó đàng hoàng thì không thể nào quán xa quán lúc nào cái thân mình nó thọ khổ, cái thân nó thọ lạc, nói nhiều đó là quán không có được rồi, chứ đừng có nói chuyện gì khác. Thành ra đó là những cái điều mà liên quan tới cái tâm sở sắc nơi bạn này mình phải học. Ngày xưa chúng tôi khi mà vô một cái trường thiền ở bên Thái ra cái gì rồi, thiền sư đầu tiên nói với chúng tôi một câu thôi, ở đây chỉ nhận những người nào học hết gì pháp trung cấp, còn nếu không thì họ không có nhận. Cái câu thứ hai là phải nói được tiếng địa phương, chứ họ nói là nhiều khi mình dịch ra mình cũng rất là khó hiểu. Đó là lý do tại sao mà mình muốn đi tới một cái nào phải học pháp học cái dấn là vậy đó, để trong trường hợp mà có thông dịch mà kia sầm, mà nếu mà mình không có khả năng mà nói tiếng xứ, ít nhất là những cái điều kiện mà liên quan tới trình pháp đó, mình dùng một số ngôn từ bằng Bali đó thì họ cũng hiểu được hết ha. Chứ còn nếu mà mình nói ra dịch ra tiếng Việt là có người từ trong dân tộc thôi, chứ nó điều khê rất nhiều chuyện. Thành ra những cái thực trình pháp mà liên quan tới tâm sở sắc mới gì phải học, thì mấy cái đó phải học để thấy nó như thế nào đó. Chương 1 của Tấn Pháp Tập Lý Luận, chương 2 của Tấn Pháp Tập Lý Luận, chương 6 của Tấn Pháp Tập Lý Luận. Rồi sau đó mình học chương 3 là tổng kết những cái đó. Thì tâm nó phát sinh nó có những cái gì đi theo. Tâm nó phát sinh như thế nào, do đối tượng là gì. Mà khi làm gì đó mình phải biết, nhìn vô những cái đó mình mới biết được đó. Thành ra mình mới biết nó, mình phải phân biệt nó rồi đó, sau này mình mới thấy được sanh diệt. Chứ còn mình nếu mà nên nhớ là khi thành diệt mà cho đúng mức tới cái tệ thứ tư rồi, tới rồi khi không mình thấy được cái tệ thứ nhất đó, thấy danh sắc nó tức là phân biệt cái gì nó mắt nó là cái gì, những cái phải thấy rõ ràng chứ không phải thấy vừa giờ có tà tu lắc hình ạ. Cái thứ hai nữa là khi mình có hiểu rõ chuyện khác của nó hay không, tức là nhân duyên làm cho nó sanh hay không.
Bởi vì mình không biết nhân duyên, thành ra mình mới nhận dạng lầm là, ví dụ chúng tôi nói sao tâm sở bị tị đó, mình có thể mình nhận dạng lầm nó là cái tâm sở tốt, thật sự ra nó là tâm sở không có tốt, không có xấu. Khi nó đi với tâm tốt thì nó tốt, mà khi nó đi với tâm xấu thì nó xấu. Tức là cái tâm sở đó, đó nó đi với cái pháp xấu thì nó xấu, mà đi với tốt tốt. À, nếu mình không có nhận dạng được rõ ràng thì mình quan sát cũng không được. Mà khi mình quan sát như vậy rồi thì nó đi thượng đi, có trong cái nó có cái chùm, chùm gọi là cà la bà đó, có cái chùm. Thì mình nhìn dễ hiểu nhất là cái chùm nó đi theo cái lộ trình tâm. Thì cái lộ trình tâm khi mà nó mất rồi thì cái đó gọi là diệt. Đó. Nhưng mà mình thấy được cái đó đó là mình phải đi qua tệ thứ, bắt đầu thứ ba mới thấy nhán đó thôi. Rồi cái tệ thứ tư mới thấy rõ ràng sanh diệt. Tại tệ thứ tư đó cái tên nó là ô sĩ dốc phá giá, nhà ná. Còn thế giá tức là sanh, phá giá tức là diệt đó. Thì mới thấy rõ ràng cái đó. Chứ nó đâu phải dễ đâu. Phải thấy rõ ràng vậy đó. Thành ra mình học xong rồi mình tới cái trường thiền nào thì thiền sư đàng hoàng họ sẽ chỉ cho mình những cái technique mà liên quan tới cá tánh của mình. Thì họ dạy mình từng bước, mình thấy từ từ, thấy cho tới lúc nào mà những cái trạng thái đó nó phát sinh rõ ràng đó. Thì mới bắt đầu tính cái chuyện gì khác được. Chứ còn bây giờ nội pháp học mà mình không rành làm sao mình biết nó là ai. Mình thấy mình cũng biết thì rất là khó. Mà khi mà khó rồi vậy đó thì mình có muốn cho cái pháp hành của mình đã tiến bộ không được. Tại từ lúc đầu mình đã không có biết thế nào là danh, thế nào là sắc, thì làm sao mình quán được. Mà mình không quán được làm sao mình thấy được cái khác. Danh nó có số điều kiện để nó phát sinh, nó có số điều kiện để nó diệt, sắc cũng vậy. Mà khi sắc đó nó phát sinh, nó có cái nhân là danh hay là có nhân là sai sắc nha. Bởi danh sắc nó phát sinh, nó có nhân duyên nhau đó. Mà nó nhớ trong duyên khởi thì nhân sanh trước, quả sanh sau, hoặc là nhân quả đồng sanh, giữa hai chuyện đó nói thôi. Nhưng mà quý vị qua cái duyên hệ đó để quý vị hiểu rõ ràng về thiền minh sát đó, nhân sanh trước cũng có, nhân quả đồng sanh cũng có, nhân sanh sau quả cũng có. Chứ không có bắt buộc nó phải sanh trước như mấy chỗ khác. Là cái đó mà phải nhận dạng hết đó. Nhận dạng là mới thấy được sanh diệt. Chứ còn không phải khi không vô là cái có thể xác được pháp sanh diệt. Mà quan sát chân đế, quan sát chân đế là phải bắt đầu từ đầu. Từ đầu. Vì nó muốn tập thì phải cho nó rõ ràng vậy đó. Chứ còn vô mà nói cái kiểu mà bình thường thôi, cứ nghe xong thầy kia em xong. Thưa quý vị là nó không phải dễ đâu. Mà có thấy ngàn người nếm không phải dễ đâu. Đa số mình thấy chế định pháp chứ làm sao mình thấy chân đế pháp được. Quý vị cắn trúng miếng ớt mình nghe cay rồi, mình biết cay rồi, mình biết trật lất rồi. Cái xúc vô lưỡi nó xúc lúc nào mình đâu biết, bởi vì mình chỉ biết cay thôi. Hay lúc mình nghe mình biết âm thanh của cô này, của anh nọ, hay là âm thanh của xe hơi, âm thanh của máy bay, cái đó là chế định pháp hết á, chứ không phải thứ thiệt. Thứ thiệt là cái lúc nó tích tắc mà nó mới vô cái sắc thật kinh dị của mình đó. Thành ra cái đó là mới biết thật sự. Mình ta phải học để cho thấy rõ những cái đó. Rồi từ từ quan sát, từ từ quán cho tới khi nào nó đúng mức của nó, thì lúc đó mới thấy sanh diệt. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn này giả, kính thưa chư cường sinh nam mô sinh ấy trong đạo tràng. Tất cả phước báo nào phát sanh nhờ sự pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để cho tất cả chư tôn hiện giả cùng cường sinh nam mô sinh nữ có thể thấy được con đường chấm dứt các pháp ngụ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Thầm Mà Giá, nam mô Sang Khà Giá, nam mô Rất Tịnh Nát Tị Giá Sa. Sa thúc chúng con ở kính tri ân ngài. Dạ con xin sám hối ạ. Uttamang ghe na quang đầy hăng ba đa băng sum varuttamang bụt thê yô khá lý tô đô sô bụt thô khá ma tu tăng ma măng. Uttamang ghe na quang đầy hăng thăm măng cha đô vi thăng và răng
tham mê yo kha li tô đô sô tham mô kha ma tu tăng ma măng ô ta măng ghệ na văn đệ hăng sang găng cha đô vi thô ta măng sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng mà măng. Dạ con kính thỉnh Ngài Trí Đức có trước đạo, trước máy không ạ? À? Dạ kính thỉnh Ngài Trí Đức phúc chúc của đạo tràng chúng con ạ. À. Con kính thỉnh bằng tay. Tu sắp mang galang rakhan tu sắp dewa ta Buddha-ha-we-na-sa-thi-pho-mang-ga-lang-ra-khan-tu-sa-pa-de-wa-ta-sa-pa-sang-kha-lu-pha-we-na-sa-da-thi-hi-n-tu-ten-sin-chi-thiên-hu-ti-đến-người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ đành lời thường thường định bị số a tha la tho su bi to ro no bo ta sa sa ne a ro go su bi to sa sa be nya su bi ro ra a bo ta sa sa kinh tế phi tha cho vị tạo làm bồ tát sanh này tha cho vị tạo bồ tát sanh đang thiền tín được an vui được sự tấn hóa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn được an vui cho những người trong gia quyến cả thảy. Sa thúc sa thúc lành thai ya de wa ta sang ti vi ha ra wa si ni thu be ga he po thi ga re ta hin ta hin tha ta tham ma da ne na ba wan tu bu chi ta sot thing ka rong te tha vi ha ra mang da le te ra cha mat cha na wa ka cha bích kha vô sa da na ba ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu tha su khi ta ba wan tu te cha la bu cha ye pi cha a da sam ba wa sang se da cha ta a tha vô pa pa ti ka Niyanika thammavarang bhaktichate sabbe pidukhasa karongtu sankhayang tathuchirang satang thammo thammathara chapukgala sankhohotu samakgova athayachahitayacha âm hề ra kha tu sát tham mô sắp bề bi tham ma cha ri no vút thiền sâm ba bu mạch bu này già ma tham ma ri dấp ba quê đi tê. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong dòng tỉnh xá ngữ yên hằng ngày, ngữ nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thấp nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hà sa, tỳ khu chẳng trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại không lường, nõn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đỏ đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho
tăng chung các hàng quả nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích rất mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng tôi tấn hóa trong pháp Phật rơi giáo truyền. Dạ con, hồi hướng sau khi đã thính pháp, dạ con xin chúc đạo tràng được một ngày an lành và ngày an lành và đêm an lành. Dạ con kính dâng mít đến ngài Trí Đức để ngài kết thúc bài sinh hoạt hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài.